rừng đón Việt Kiều có khác. Anh hai trời ơi, Hoa vẫn còn chờ đón. Ô, anh hai về. Em. Anh. Gì? Sao mùng 1 Tết không về? Em mặc cái bộ dài từ mùng 1 tới nay chưa tắm luôn á. Trời đất ơi. Mười mùng luôn rồi. Mà hôm bữa bạn bè tới đây đông lắm mà sao anh hai không về ngay mùng 1 Tết? Tao thất nghiệp về giờ nào là không được. Nghe nhớ. Nhưng mà Cẩm Nang Du Lịch Việt Nam có dạy. Dạy gì? Việt Kiều khôn ngoan không bao giờ về đúng ngày Tết. Sao vậy? Tốn tiền nhiều tiền lì xì lắm. Sao giờ anh keo kiệt dữ à? Mẹ nói vậy là quan cho tao rồi đó nha. Tao kẹo từ hồi nhỏ chứ không phải giờ mới kẹo đâu. Bởi vậy lấy bà nào bà cũng bỏ hết trơn. Nhưng dù kẹo cách mấy, về đây anh vẫn có quà cho em. Cái gì vậy? Đây, 30 ký cherry hàng cao cấp. Trời ơi, dân Việt Nam mà được 30 ký cherry là phải hát liền. Cái này mới đúng là anh cho em mùa xuân 30 ký cherry bò trong cái vali. Mày định hát thôi nhức đầu quá. Ủa vậy hả? Bởi vậy em hát karaoke sớm mắt em tắt hoài. Sao rồi? Dạ? Cái chuyện mà anh nhờ em làm tới đâu rồi? Trời ơi, anh hai đã nhờ rồi là em phải làm chu đáo nha. Ừ. Em định đi ra ngay chỗ mà tìm bạn bốn phương hoặc là làm mai á, em đăng ký cho anh, nhưng mà em nghĩ rồi, trước sau cũng đưa tiền cho chúng ăn, mà ngày xưa em làm thư ký với chồng em biết tẩy người ta rồi. Ừ. Cho nên thôi, em nhận cái việc làm mai này luôn, người ta được gọi là trong cái tứ ngu đó. Tứ ngu là cái gì? Ông bà có câu làm mai lãnh nợ gác cu cầm chầu, tứ ngu. Làm mai lãnh nợ thì anh biết. Ừ. Nhưng cái gác cu thôi chưa biết. Ông đang nghĩ gì trong đầu ông vậy? Tao đang nghĩ cái mày đang nghĩ đó. Ây bà, gác cu cầm chầu đây là cái con chim cu mái á. Ừ. Hiểu không? Ừ. Người ta mới để người ta lưới lại chứ không phải là cái lồng nha. Ồ. Anh muốn bắt được cái con chim cu đực á, anh phải để nó. Nó có tiếng gáy cười lắm, hiểu không? Gái cái sao? Giống mái nó có cái tiếng kêu kỳ, nó cứ cái ghê con... vậy? Ờ, cái con chim cu đực á, nó mới bay tới người ta mới chụp lưới, người ta bắt được con chim cu đực. Ủa? Hiểu không? Người ta gọi là gác cu. Ừ. Gác cu là mình ngồi im vậy nè, hiểu không? Nhìn con chim nó hoài luôn, không có được đi đâu, không được tắm rửa ăn uống gì trơn á. Cho nên ta gọi là tứ ngu. Nó cũng giống như làm mai vậy đó. Hở làm mai mà được hạnh phúc á, người ta không ai khen hết trơn, mà làm mai mà thất bại một cái, có chuyện gì nó lôi mình ra nó chửi, hiểu không? Yên tâm, mày làm kiểu gì cũng được, miễn là có hiệu quả là ok. Hiệu quả chứ, em đã viết rồi, em viết một cái tờ giấy ha, chỉnh chu hết trơn, em sửa từ chữ em mới để lên trên mạng. À. Trời ơi, nó giật sập trang mạng của em luôn. Mày viết cái gì mà dữ vậy? Ừ, em viết phải mình phải giật tít liền. Sao? Em đề vô liền là thanh niên 60 tuổi. Chữ nghĩa bằng sao vậy? Sao vậy? Thanh niên tức là tuổi đôi mươi. Thanh niên gì mà 60 mày? Thì bởi vậy anh phải giật tít như vậy đó, gọi là giật tít đó, ở Sài Gòn mình nó ghi vậy, hiểu không? Là mình phải nói vậy cái người ta sốc, người ta vô người ta coi. 60 tuổi là thanh niên sống lâu năm. Đề ở dưới nè, Việt Kiều Mỹ in đậm. Xong còn đề thêm chữ nữa, chán ăn McDonald's. Thèm mắm ruốc Việt Nam. Là sao? Cái mắm ruốc á, hồi hồi á, chấm xoài mút 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 nè, hết thủ mắm ruốc mà còn miếng xoài đó. Mày nói nghe không có cao cấp gì. Mày phải nói là tìm bạn gái quê nhà. Có rồi, em ghi rồi, mọi giới tính đều được tham dự. Trời ơi, mày nói vậy bóng gió ô môi nó nhào vô là chết cha tao. Đang thời của mấy đứa đó, cứ ghi vậy đi, nó vô nó chửi. Trong lúc nó chửi là có càng nhiều người coi là càng thành công. Mà em có mở ngoặc rồi, phụ nữ từ 13 tới 53. Bỏ đi, dưới 18 tuổi lỡ tù đó mày. Anh kiếm bồ chứ đâu phải kiếm vợ lấy liền đâu mà sợ. Anh cứ giật tít là 13 đi chứ 53 đi, hiểu không? Rồi mẹ của những đứa 13 nó vô nó chửi anh. Trong lúc nó chửi tan nát thì mấy bà mà chưa có chồng á, mấy bà mà gọi là mẹ đơn thân đó, single mom đó, phải vô trong lúc bà chửi tan nát thì cũng ít nhất cũng phải có 5-70 bà, hiểu không? Đồng ý làm giấy tờ giả với anh. Nè, mày thêm cho tao cái này. Thêm gì? Ưu tiên thì những cô gái mồ côi, không cha, không mẹ, không anh, không em. Nó nghe nè, sao tự nhiên anh thương trẻ mồ côi đột ngột vậy? Thương mẹ gì? Tao sợ bảo lãnh họ hàng nó qua lắm. Anh sống có đạo đức ghê vậy? Nè, cái tôi thiệt tình tao nói mày á, tao về đây lần này á là tao không có nhắm kiếm vợ hay là bạn gái. Biết rồi. Tao chỉ nhắm kiếm tiền thôi. Biết rồi. Mày kiếm đại mà con mẹ đại gia nào sồn sồn đó, chịu khó chi tiền cho tao làm giấy tờ giả đưa qua Mỹ. Ý ghê quá à. Anh giống như bán thân vậy. Trời ơi, bán thân thì được giá tao mới bán chứ mày. Thân tao như vậy đâu tính giá bèo được. Trời ơi, thân anh bộ ngon. Ê anh. Gì? Anh yên tâm đi, nói gì nói chứ hôm qua tới giờ em kiếm được cho anh hai người. Hai người rồi. Dạ, hẹn hôm nay tới đây. Ừ. Mà em chỉ hỏi anh lý do nè, tại sao nhà cửa em, gái anh, gái ruột đây sao em không, anh không ở với em, anh ra khách sạn ở làm gì?
Chồng mày đâu có ưa tao. Làm gì không ưa anh? Hồi xưa nó ưa chứ bây giờ nó thù tao suốt đời. Mắc gì thù? Tại tao xuống nó lấy mày đó. Mắc gì rồi lấy tôi rồi nó thù anh. Lấy tôi hiền lành dễ thương vậy mắc gì thù tôi. Mắc cười quá đáng không liên về biết tôi. Thôi mày ơi tao giỡn thôi mày làm mày dữ vậy. Tại vì sức khỏe tao lúc này xuống lắm, phải không? Đêm tao ngủ không được, thức dậy hoài à. Mà sao ở nhà tụi bay vậy đó, tao lục đục nửa đêm, tao sợ tụi bay ngủ không được. Anh bị cái gì? Tao không biết nữa, mà lúc này sao mấy tháng nay tao đau lưng quá trời luôn. Đau cột sống hả? Không biết nè, cho mày coi. Cái gì đâu vỡ coi coi. Trời ơi, sao lông bát mà dán 6 miếng luôn hả? Trời ơi, có dán xuống đít luôn không? Mày ơi, nhỏ này vô duyên. Anh em với nhau mà nhỏ tôi với anh cũng tắm chung mà nó nghe đạnh hai. Sao anh bệnh nặng dữ vậy? Cái lứa tuổi của anh bây giờ mà dính đến cột sống á, mà cái mặt của anh mà giờ ngồi xe lăn là về Việt Nam chỉ có bán vé số à. Thấy thương quá à. Anh ơi, anh bị vậy rồi nó có bị đau xuống xương cụt luôn không? Xương cụt là xương gì? Cái xương cuối cùng của cái con người đó mà nếu như loài chó là nó mọc cái đuôi đó. Tao tát mày chết rồi mày. Sao vậy? Mày coi tao như chó. Trời ơi năm nay năm tốt mà. Phải dí với chó chứ còn mình là cái xương cụt á. Anh ngồi có bị đau có dán đó không? Có tao dán tuốt cái này lận. Dán vậy con nào ăn mà không ải rồi dán vậy đi được không? Sao mày hiểu chuyện hả mày? Không phải em sợ hư toilet lát ngồi nhớ lột ra á. Con nhỏ này hà tiễn gì hà tiễn kỳ cục. Trời ơi bây giờ bệnh mà bệnh gì kỳ cục chứ bệnh mà. Tao nói cho mày nghe. Tao bây giờ trên 50 rồi. Phải scan đủ thứ. Nào là CT scan rồi MRI. Phải chạy qua một cái máy ha. Mà từ đầu tới chân là nó biết mình bệnh gì hết. Nhưng mà ngặt cái bên Mỹ bây giờ nó khó khăn lắm. Bảo hiểm á thì phải chờ. Hẹn lâu lắm. Mà tiền mặt là tao không có đủ. Anh khám bên Mỹ làm chi? Sao? Cho bây giờ hai người mấy người mà có tiền á, Việt Kiều rồi gì người ta về Việt Nam mình nghe Bình Tân nè. Có cái bệnh viện lớn xịn lắm. Bệnh viện Bình Tân lớn lắm hả? Bệnh viện gì? Bệnh viện CI hết. Nghe tên thấy ghê vậy mày. CI có nghĩa là chữa bệnh sẽ hết đó. Đây nè, hôm bữa vợ chồng em mới kéo khám nè. CI. Trời hết. Ơi bà ơi, CIH có nghĩa là City International Hospital. Thấy chưa? Mày đọc cái gì CI hết vậy? Ai biết? Thì quốc tế City. Trời ơi tôi đâu có biết anh văn đâu. Tôi thấy chữ cờ nè, chữ Y nè, chữ H nè. Tôi đọc là CI hết, chữa sẽ hết đó. Hay lắm cái bệnh viện này. Đồ ơi đồ xịn, công máy móc của Singapore, Nhật Bản. Đó mà quan trọng là nó tọa lạc ngay Bình Tân luôn. Nè hả? Bệnh viện quốc tế City nè. Tọa lạc tại khu y tế kỹ thuật cao. Đúng rồi. Hoa Lâm, Sài Gòn, Việt Nam. Với phương châm nè. Phương châm gì? Tất cả vì người bệnh đó. Nói nghe nè, bữa vợ chồng con cái em vô trọng xếp hàng chụp toàn thay hết rồi. Cái gì? Chụp toàn thân cái gì toàn thay? Mày nói thì ghê. Tại cái này nó toàn thân là chứ chụp hình bình thường. Còn này nó scan đâu trong người mình luôn. Vậy hả? Bệnh gì là lòi ra hết. Máy móc hiện đại như là bên nước Mỹ của anh đó. Vậy hả? Ngon. Ê hả? Cái gia đình mày đi chụp chắc đỡ tốn tiền lắm á. Sao vậy? Bị vợ chồng mày mỗi đứa có thước mốt mà nằm chồng lên nhau chụp một lúc. Được chụp kia 2-3 lần. Tù lao cho nội, chụp xỉn lắm. Người chụp 5 tấm ở trên lầu rồi gia đình em trong sạch. Kể như không ai có bị bệnh gì hết trơn, ngon lắm. Em dẫn anh hai tới đó, chỗ đó giờ ngon lắm. Thôi được, tiếng. Nhưng mà tao hỏi nè. Gì? Cái bệnh viện này có chắc không? Chắc. Cái này á là tôi nói chắc hoài là nó nghe nó là chắc. Singapore và Nhật Bản. Cái gì? Chắc chứ sao không chắc? Ai đó. Đấy là một cái bệnh viện rất là chu đáo, an toàn. Vì vừa rồi tôi có qua đấy, tôi kiểm tra ung thư vú rất là tốt. Chào chị. Ừ. Chào chị. Dạ. Xin lỗi chị, có phải là chị Phượng không? Dạ em là Phượng đó chị. Chị Phượng đấy à. Dạ. Hôm qua tôi có nói chuyện với chị đấy, chị có nhớ không? Dạ có. Chị là xin giới thiệu với chị. Dạ. Tôi là Bạch Tuyết. À Bạch Tuyết. Ừ. Bảy chú lùn đâu? Anh này nói vậy người ta phụ nữ nói vậy người ta buồn kỳ cục quá. Bà lùn vậy đâu cần chú lùn chi nữa. Trời ơi. Cái gì mà mới vừa vào bị dập tưng vậy? Chị quá tươi về đi. Công nhận chị Bạch Tuyết đúng giờ dễ sợ luôn á. Thì đúng rồi, tôi là dân business mà. Dạ. Làm cái gì cũng phải đúng giờ. Tôi làm ăn đối tác với người nước ngoài nên giờ giấc rất là chính xác. Ủa chị làm gì với người nước ngoài vậy chị? Tôi buôn bán cháo lòng. Ủa sao cháo lòng mắc mớ người nước ngoài? Thực ra là cái Zetto răng nhà tôi đấy, nó có nhiều món ăn. Nhưng mà cái món chủ đạo của chúng tôi đấy là món cháo lòng. Mà khách
khách phục vụ của chúng tôi đấy là du khách nước ngoài. Mà người nước ngoài thì họ đâu có biết thưởng thức ẩm thực Việt Nam đâu. Ngon hay dở họ cứ húp cái giọt thế là xong. Chúng tôi giàu nhanh chóng nhờ vì đấy. Cô nói đúng đó. Ngay cả vấn đề nhan sắc của phụ nữ Việt Nam họ không có biết phân biệt ai xấu ai đẹp hết trơn. Tôi có cái ông bạn người Mỹ nha, ông có bà vợ nhìn thấy ớn vậy đó mà đi ra đường có nói oh you are so beautiful. Dạ đúng rồi, đàn ông nước ngoài là khen vợ luôn mỏ mà nó bỏ liền tay. Bỏ bữa nào không hay, còn đàn ông Việt Nam mình cả đời không bao giờ thấy khen mà cả đời không bao giờ dám bỏ. Ê, mày lấy Mỹ nào mày biết hay vậy? Có, em nghiên cứu vậy thôi, tại biết đàn ông Việt Nam chung thủy lắm. Nói chung là sợ bỏ chia gia tài đấy mà. Thế nãy giờ nói chuyện với chị Phượng đây tôi biết rồi, nhưng mà tôi xin lỗi, người đàn ông cứ đâm ngang đâm dọc này là ai đây? Xin hân hạnh giới thiệu với cô, tôi là Đinh Tài Phùng, Việt Kiều Mỹ. Đinh Tài Phùng nghe tưởng là Việt Kiều Đài Loan chứ. Dạ, Việt Kiều Mỹ chị, dạ mời chị ngồi. Dạ, dạ cái tên thôi chị. Em trân trọng giới thiệu với chị, đây là anh hai của em, Việt Kiều Mỹ. Anh hai của cô ạ? Dạ. Mới nghe qua tôi cứ tưởng là, tôi tưởng là bố cô đấy chứ. Già quá. Dạ. Bố em mà sắp sửa làm chồng tương lai của chị á. Thực chất ra thì tôi cũng biết rồi. Dạ. Hôm qua tôi có lướt trên Facebook của cô thì có biết là giới thiệu ông anh đây là Việt Kiều Mỹ, đã chán ăn McDonald's, muốn tìm bạn gái Việt Nam ở quê nhà. Xin giới thiệu với ông anh, em là gái đẹp Việt Nam quê nhà, đã chán ăn cà pháo mắm tôm và muốn lấy chồng Mỹ. Chúng mình đẹp đôi quá. Trời ơi, chị ơi chị. Dạ, anh hai em cũng gian dở mấy lần rồi, giờ ổng sợ phụ nữ lắm rồi chị. Thực ra thì tôi cũng dở dang mấy lần rồi, tôi cũng chán đàn ông lắm rồi. Tôi chán lắm. Nhưng mà tôi thấy đàn ông mà tôi cứ như sắp sát lên, đấy là cái bản chất của tôi thôi. À, bản tính chị hả? Chứ thực ra tôi cũng không thích gì lắm, vì tôi tắt lửa lòng lâu rồi. Mà nếu sau này tôi có thích đàn ông á, thì cái gu của tôi phải là một kép trẻ. Đấy, như anh chàng đang ngồi dưới hàng thứ hai kia kìa. Ôi giời ơi, đô con bụng sáu cục vạm vỡ. Thích quá. Đấy, mặc qua lớp áo vét thì mình nhìn vẫn còn gợi cảm thế đấy. Có như xin lỗi ông anh, cỡ ông anh đây á, hết đát rồi. Trời, vậy anh của tôi cũng của, không có nhu cầu. Cho nên là giờ mình chỉ cần làm giấy tờ. Dạ, để bảo lãnh đi qua nước ngoài chị. Tôi biết mà, hôm nay mình đến đây là để mình nói tiền chứ đâu phải nói tình đâu. Dạ, đúng rồi. Cô đúng là thông minh. Dạ, anh em tôi đã bàn bạc rồi. Số tiền là 60.000 đô Mỹ. Cái gì? 60.000 đô la Mỹ. 60.000. Tôi là dân business thì tôi cũng không có so đo buôn bán gì. Nhưng mà cái nào nó phải ra cái đấy. Thời buổi bây giờ nước Mỹ đâu phải là thiên đường nữa đâu mà lấy 60.000 đô la. Bây giờ từ ngày ông Donald Trump lên làm tổng thống đến giờ, người Mỹ người ta ùn ùn, người ta kéo qua Canada, người ta sống với ông Ngạn hết rồi. 60.000 đô la là hơi phi lý đấy. Cô à, cô thấy vậy chứ không có mắc đâu. Tôi đưa cô qua Mỹ là chỉ làm đầu cầu thôi. Mai mốt cô vô quốc tịch, cô sẽ đưa cả dòng cả họ cô mấy chục người qua. 60.000 đâu có mắc cô. Thì đúng rồi, nó không đắt. Nhưng mà tôi thì không muốn mang tiếng lại bị lừa. Cái đời của tôi chỉ lừa người ta thôi, chứ không ai được lừa tôi nhé. Đấy, thường á, tôi biết là cái giá mà làm mà hôn thú đi Mỹ là 50.000 đô la thôi. Mà có nhiều người may mắn chỉ tốn có 20.000 đô la thôi đấy. Vậy? 20.000 đô la? Ừ. 20.000 chắc đi qua Bắc Hàn á. Qua Bắc Hàn bà ôm bom nguyên tử á bệnh hả? Trời, ôm bom lên lấy cho banh xác à trời. Vậy thôi, nếu chị cảm thấy 20.000 chị kiếm người khác làm đi, chứ anh em tụi tôi là coi cancel chị nha. Để tôi gọi điện cho người khác. Phượng, từ từ bình tĩnh, từ từ khoai từ nó mới nhừ. Chuyện đâu còn có đó. Bây giờ tôi chắc giá như này nhá. 50.000 đô la. Cô cứ làm tốt hết mọi việc cho tôi đi, tôi sẽ cho cô 30 triệu. Ủa sao có 30 triệu vậy? Thì lý ra là tôi bo cho cô nhiều đấy, nhưng mà tại vì lúc nãy vào đây cô bảo là tôi lùn quá, bảy chú lùn cần gì nữa. Thế tôi giận quá. Nhưng mà nói gì nói cho cái số tiền mà để phải trả cho cô đấy là cái người này chứ không phải là tôi nhá. Nhưng mà cô, tôi để em lo cho chị chu đáo cho mà. Thì biết rồi, cô chu đáo nha. Rồi tôi sẽ trả cho cô rất là đàng hoàng nhá. Cô này đúng là một nhân nhân kinh nghiệm, quyết định mau lẹ quá. Vậy là anh đồng ý là em nhất trí nha. Anh đồng ý. Dạ, vậy là giá 50 hả chị? Thì bây giờ đồng ý rồi. Coi như là mai mốt tôi sẽ đưa tiền cho ông anh. Chúng mình phải làm một cái bản hợp đồng hôn thú giả với nhau.
để khi mà qua Mỹ mình minh bạch, nhưng mà mình phải set up một tí là mình á, tôi về nhà ông, tôi ở chung với ông, để cho cơ quan di trú Mỹ nó khỏi nghi ngờ đấy mà. Dạ, những điều mà em muốn nói là chị nói rồi đó, chính xác đó chị. Quan trọng lắm. Nếu như mà người ta không có tin ha, là người đầu tiên bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ là chị, còn anh của tôi thì đi tù. Cái điều đấy tôi không lo bằng cái điều khác. Điều gì nữa? Cái điều tôi lo là tôi về tôi sống chung với ông này một thời gian này. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Một thời gian ông nhìn cái sự hấp dẫn của tôi, rồi ông mê tôi, rồi mình lại làm vợ chồng thật. Khi đấy ông phải loan là 50.000 ông trả tôi đấy. Chị ơi chị tự tin về nhan sắc của chị quá à. Nhưng mà tôi tin anh tôi mê 50.000 hơn mê chị. Em tôi nói đúng đó chị. Bà lo xa quá. Tôi chỉ sợ là bà ở bên cạnh tôi đó, lâu ngày rồi bà cầm lòng không đặn. Hả? Bà mê tôi thì tội nghiệp cho bà lắm. Trời ơi. Thôi rồi bà không ăn rồi. Bây giờ xu thế người ta là ta mê kép nhí, kép trẻ. Tài tử Mỹ, ca sĩ là đều là lấy chồng trẻ. Đấy bà thấy không? Cái bà mà vợ ông Tổng thống Pháp đấy, bà hơn chồng bà 24 tuổi. Trời ơi, làm sao mà lấy ông này được? Ông này là già khú, già xa khắm hết đát rồi. Dạ, vậy thôi em cũng mừng là anh chị không có yêu nhau. Mình cái gì tiền mà làm thấy ha. Dạ, cho nên á là quan trọng như vậy nè. Hai người phải làm sao mà y với vợ chồng thiệt. Ha, phải diễn sao mà cho hay. Mà cái người mà đi phỏng vấn á, ha, cái vị hôn thê mà đi phỏng vấn mà có bầu á là đậu liền. Đó, anh của em á là Đinh Tài Phùng mà, Đinh còn ngon lành lắm. Nhìn cái tướng ổng là biết có con. Quan trọng là chị nè, còn trứng để đẻ không? Trứng tôi lặt anh hết rồi. Còn gì nữa đâu? 60 và đẻ đâu có được nữa anh. Phượng, dẹp cái vụ đó đi. Sao vậy? Tuổi này tao đâu có bế con nít nổi nữa. Sao nói? Bỏ đi. Anh, sao nói anh muốn có đứa con nói giỏi tông đường? Anh nói là phải kiếm một thằng nói Đinh Tài Phùng để có một đứa con đặt là Đinh Tài Sửu. Thôi thôi thôi, này. Không có tài xỉu, tài chi gì hết. Tôi không muốn đẻ, đẻ nó hư cái body của tôi. Trời ơi. Trời ơi, chị đứng còn không dẫn nữa. Cái body của chị như vậy là nó nát rồi chứ nó hư gì nữa. Ngồi xuống đi chị. Dạ cả nó phải lấy cái phần nữa làm sao. Lấy cái phần này vô. Bây giờ em sẽ lo cho chị cho nha. Hai người là phải coi nhau như là vợ chồng thiệt á. Dẫn nhau đi Đà Lạt, Vũng Tàu, Mũi Né. Đi tới đâu là phải chụp hình tới đó. Ừ thì chụp hình thì kêu thợ chụp hình. Tốn tiền chi chị dâu. Ừ. Đừng có kêu thợ chụp hình. Mua hai cái vé cho hai vợ chồng em đi theo chụp cho. Trời ơi cái gì vậy trời. Bảo là tốn tiền ông chụp hình. Kêu hai vợ chồng chị tốn gấp đôi à. Trời ơi nhưng mà tụi em là gia đình. Có chuyện gì giả mạo tụi em đâu có xì ra ngoài. Hiểu không? Rồi hai vợ chồng đi đâu có được. Buồn lắm, không khí nó không giống gia đình. Mướn ba đứa con em đi theo. Mua thêm ba cái vé nữa. Nó chạy tung tăng xung quanh. Trời ơi chụp hình lên là người ta tính liền. Trời đến 5 người luôn. Dạ. Mà thôi được rồi, vì cái thẻ xanh tôi làm hết. Mà miễn quan trọng nha, là được rồi. Miễn là chị ăn ở nhà hàng nào, chị ở cái nhà hàng nào là em phải ở đó đó. Nữa hả? Dạ, ăn gì em ăn. À bà Tuyết à, mọi cái chi phí đó là bà phải trả hết đó nha. Chứ tôi không có trả. Anh ơi, chị lo vé máy bay rồi. Thì thôi anh trả tiền ăn đi. Mày không có hiểu gì hết. Khi một người đàn ông đi với một người đàn bà ăn chung với nhau, nếu người đàn ông trả tiền thì ai cũng biết đó chính là tình nhân. Mà khi người đàn bà trả tiền thì người ta cũng biết đó là vợ chồng. Hiểu chưa? Wow. Chị vậy thôi vì cái thẻ xanh nha chị trả tiền luôn nha. Rồi, tôi biết tôi trả luôn. Dạ. Tôi lo. Nhưng luôn. Bây giờ tập đi, hai người tập như vợ chồng đi. Tập cái gì? Sao ngồi xa lánh, ngồi sát vô nhau coi. Lỡ người ta tới đó người ta phỏng vấn là hai người phải ngồi sát vô coi. Ngồi giống vợ chồng coi. Trời đây dạ vợ chồng của anh chị hai em. Ngồi như ông địa ông thần tài vậy trời. Chứ sao? Trời ơi ngồi không có lãng mạn gì hết trơn. Vợ chồng gì kỳ quá à. Nắm tay nhau coi. Ba má cộng lại trên 100 tuổi rồi. Không phải tuổi teen đâu mà làm gì cái ghê vậy. Mà em yêu kiều cầu chị đi làm nail đi nha. Móng dây tàn là tiết canh không vậy? Có gì đâu, mới nay tao vừa thọc heo giết lấy lợn xong rồi đấy, mấy móng nó dơ đấy. Chị ơi, chị làm ơn tới D&D gel á, người ta bán nó xương đẹp lắm. Trời ơi, bộ móng tay thấy ghê quá nè, bây giờ nè. Quay qua nhìn nhau âu yếm, mắt chớp chớp long lanh, giống như là muốn lấy nhau vậy đó. Mỏ cong lên để hung để người ta chụp hình. Nghe, em làm mặt nhạc lãng mạn cho nè. 2, 3, vô. Tè 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 tè. Tè 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 tè. Bỏ nhạc đi mày. Sao vậy? Cái nhạc gì mà hung mà tè 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 tè. Đúng rồi. Mày cứ tè 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 tè. Ông già từng này tuổi rồi ông tè ra quần là hết hôn luôn á. Xanh đấy.
bây giờ làm cái gì thì làm. Hôn hít ấy, thì phải dặn trước, để trước khi hôn tôi còn đi mua thuốc nữa. Thuốc gì? Thuốc chống ói. Ôi, nghĩ sao tuổi này tôi đi hôn với ông già như thế, chán chết luôn. Có mua, mua nhiều nhiều chút. Chia cho tôi phần nữa. Nữa hả? Mua dư cho em luôn nha, em thấy hai người hôn em mới ói nè. Bây giờ quan trọng là phải tập nhau như vợ chồng. Hung chưa có được, hai người mà cứng nhắc như vậy á là phải vô phòng the nằm lõa thể ra selfie. Trời ơi, trời, cái gì ghê vậy mày? Lõa thể nữa hả? Nằm xuống coi, vô phòng nằm gì, nằm cái ghế đây, nằm sát với nhau nè, nằm với nhau, nằm rồi lõa thể ra, rồi giả bộ selfie nhưng mà thật ra là em chụp hình cho sở di chú tao thấy, lõa thể ra lõa lồ, mặc áo yếm khiêu gợi lên coi, rồi rắc, đẹp quá. Trời ơi trời, cuộc đời của tôi quả báo nhãn tiền nó đến nhanh quá. Cả đời giết heo, bây giờ cuối đời ngủ nguyên con heo nọc luôn. Trời ơi, cái mặt như cái thau vậy đó ông nội. Trời ơi, heo thì còn có nốt ruồi như con ve chó vậy cha. Nhìn không có gợi cảm tí nào hết. Phượng ơi. Dạ, em đây chị. Cứu chị với Phượng ơi. Làm gì chị? Đó, chị lên Phượng ơi. Chưa có mừng ăn mừng uống gì sao mà bại liệt vậy? Trời ơi, nhìn ông tao tụt lửa không lên được luôn. Trời ơi, chết mất. Ôi, em ơi. Dạ. Trời ơi, ôi, bây giờ thì chuyện đã đành rồi, phải bằng mọi cách để mà lấy cái thẻ xanh đi Mỹ thôi. Chị về chị lo nhà hàng, nó quản lý cái nhà hàng cho chị. Chị lấy tiền qua chị đưa cho em. Dạ. Rồi em lo lắng cho chị. Dạ, dạ. Mà chị với chồng chị đi qua Mỹ nha. Trời ơi. Chị ơi, chưa làm gì mà cho xin sụm bại quá vậy chị. Quả báo nhãn tiền nó đến nhanh quá. Giết heo chị cho lắm, bây giờ ngủ nguyên với con heo già. Trời ơi, tôi khủng khiếp quá. Trời ơi, có ai cứu tôi không? Trời ơi, quả báo đến rồi. Ôi. Gì nữa? Ôi. Đỡ anh hai vậy. Chưa có làm gì mà sao mọi người làm thế ghê quá vậy? Hồi nãy mới đè tao một cái rắc, đau lưng. Nè. Dạ. Mày cõi được hai người đúng không? Dạ. Bây giờ có bà. Kệ, bà này bà hôi heo chút nhưng mà bà có tiền. Đúng rồi, bà nói tôi hành học chứ bà là heo nái đó. Mày cancel cái bà thứ hai cho tao. Dạ. Chứ bà thứ hai tới là heo rừng, nó chết cha tao luôn. Cancel nha. Cancel. Rồi. Dạ. Dạ em chào chị. Dạ chào em. Dạ chị có phải chị Phượng không? Dạ Phượng đây. Dạ. Em là? Dạ em là Phan Kim Liên đây. Phan Kim Liên. Dạ. Võ Tòng đâu em? Dạ Tòng nào chị? Tưởng Phan Kim Liên trong Võ Tòng sát tẩu. À, dạ đúng rồi. Tại vì hồi đó ba em ổng mê truyện Thủy Hử lắm, nên sanh em ra ổng đặt là Phan Kim Liên. Tên giống mà người không có giống đâu chị. Không có giống, đẹp quá à. Dạ em cảm ơn chị. Chị ơi chị, dạ. Hôm qua chị có nói là chị giới thiệu cho em ông Việt Kiều đưa em qua Mỹ. Dạ. Hôm nay chị cho em gặp ổng được không chị? À ông Việt Kiều đâu, không có về em ơi. Bậy. Cái gì vậy? Tao bẻ xương tao lại. Em, anh là Việt Kiều Mỹ, Đinh Tài Phùng đây. Trong đôi mắt anh, em là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc anh giấu yêu. Em làm cái gì vậy? Ông làm quá, ông nhép cái giọng bằng Kiều nha, không phải giọng của ông nha. Ông xạo nha. Em bị giật mấy cái vỏ rồi, em thấy ai nhào tới em thủ dữ lắm. Ở đây á, ở Việt Nam đó, sắp sắp vô ta tưởng giật vỏ. Chị xin lỗi nha, tại ông anh chị không biết. Để chị để cái vỏ anh bàn giùm em nha. Dạ, em trời ơi, bé dễ thương, bộ em mới đi làm về sao bận cao dài đẹp vậy em? Dạ không có, em từ nhà đến đây đó chị. Yeah. Bị trên Facebook chị có ghi là ông Việt Kiều đã chán ăn McDonald's, muốn tìm bạn gái ở quê nhà. Nên hôm nay em bận áo dài đặng để đem cho ảnh nét đẹp quê nhà. Trời ơi, con này bình thường tôi chết liền nha. Không sao. Đúng là hợp ý anh. Hôm nay em tới đây, đúng là em cho anh mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở, siêu đồng nào nhu nhớ. Sao ta? Thấy gái hát của cô à? Song ca hả? Song ca hả? Năm... Nhưng mà em thấy anh á, anh ơi, ở ngoài anh trẻ. Mà sao trên Facebook ghi anh 60 tuổi?
Anh trẻ là nhờ anh dùng Tubi Skin Care. Hèn gì, chứ em thấy anh chừng ngoài 30 thôi à. Xạo quá bà nội. Anh hai tôi 60 mà bà nói 30, chẳng lẽ tôi mới 13? Dạ đâu có, em nhìn chị chắc khoảng 53. Trời ơi, tôi đánh kem trộn dữ lắm mà sao nó nói tôi kỳ. Nhưng mà em nói thiệt nè, chị nhìn nè, mặt ảnh hơi xệ. Nhưng mà nếu mà chích Botox chỗ này một chút, filler chỗ này một cục, thì ảnh sẽ trẻ lại như trai 20 thôi. 20, 30 thì cũng xong hết rồi em ơi. Hả? Cái gì? Xong hết rồi hả anh? Anh có mối rồi hả? Đó. Vậy là em vẫn mãi là người đến sau. Không, người ta tới trước, nhưng gặp anh là chỉ nói chuyện mua bán, làm giấy tờ giả để đi qua Mỹ thôi. Còn em tuy đến sau, nhưng em đối với anh mới chính là nơi tình yêu bắt đầu. Hả? À, tao quen nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm đêm có hai. Mày tát tao hoài cho mày. Live show hả? Bằng Kiều Minh Tuyết hả? Bạch Tuyết có 50 ngàn, Minh Tuyết không có đồng nào. Tao chưa nhận đồng nào của con mẹ nó hết. Bạch Tuyết. Dạ quá ông ơi. Em. Dạ. Cả cuộc đời anh bị đàn bà phản bội, hôm nay mới gặp người trong mộng, Thằng Kim Liên. Anh là Tây Môn Khánh đây. Bà nội già đó, nó mê gái quên tên luôn trời. À không, ông tên Tây Môn Khánh rồi nè. À, là lộn. Anh là Đinh Tài Phùng đây. Như vậy là duyên phận đã đưa đẩy cho Phùng được gặp Liên. Là cái gì? Dạ, Liên được gặp Phùng. Trời ơi, con này nó tỉnh ghê vậy trời. Nếu em được làm vợ anh, em nguyện sẽ ở bên anh suốt đời. À đây. Cái gì? Trời ơi, nó trẻ, nó đẹp như vậy. Cái tướng của ông đi còn không nổi. Cỡ nó, ông rước về, ông mới mở ra coi hình là ông đột quỵ rồi ba. Trời ơi, nghe lời em đi. Nó qua tới Mỹ, nó lấy được cái thẻ xanh. Nó mà không bỏ anh, em làm con anh. Không. Hả? Em không sống bạc bẽo như vậy đâu. Nghe chưa? Mày lộn rồi. Em sẽ ở với anh cho tới khi nào anh chết. Đó. Ngày mai em mới lấy người khác. Gì? Đó. Không có đó gì trơn á. Thà một chút quy hoạch được chợt tắt. Mày gọi phone này cancel con mẹ Bạch Tuyết bởi chú lùng cho tao. Tao kẹo thiệt, nhưng mất 50 ngàn tao không tiếc. Cái gì? 50 ngàn? Ừ. 100 ngàn lần em. 50 ngàn? À. Vì em mà anh mất 50 ngàn. Ừ. Em áy náy quá. Cái gì? Mày nhìn cái gì? Cái gì? Mặt nhỏ này nó bệnh bệnh sao? Em lại anh. Mật ngọt chết rồi. Đừng có nghe lời nó. Kệ ta. Anh ơi, mà anh không phải ruồi thường đâu. Anh là ruồi trâu á anh. Kệ, ruồi trâu hay ruồi gì cũng được, miễn là chết trong khuôn mặt là tao hạnh phúc rồi. Anh em, ơi, anh ơi. Kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ trở thành vợ chồng. Anh sẽ đưa em đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Mũi Né. Chúng ta sẽ đi ăn, đi chơi. Và chúng ta sẽ chụp hình. Đi tới đâu chúng ta cũng giữ biên nhận, biên lai. Để mai mốt đi phỏng vấn chúng ta có bằng chứng. Dạ, nhưng mà em nói thiệt, em có tiền. Đừng có lo, tiền anh lo hết. Qua Mỹ, em sẽ có nhà ở, có biệt thự, có Mercedes lái, có du thuyền đi tắm biển. Cái này nghe nè, ê, mượn chút xíu. Không có đầy đàng hoàng. Hồi nãy từ Mỹ về Việt Nam có ghé ngang Bắc Hàn không ba? Sao vậy? Có mua trái bom nào không mà nổ dữ vậy ông nội? Ông đang ăn que phê, mắc tiền đâu mà ông mua xe hơi cho nó. Tao nói cho mày biết, một thằng đàn ông lần đầu tiên gặp cô gái đẹp, thằng nào cũng nổ hết. Chồng mày hồi xưa cũng vậy, gặp mày nó nổ như pháo Tết mới lấy mày đó. Không nữa hả? Chị hiểu lầm ý em rồi đó. Mày cứ hiểu lầm người ta không à. Sao em? Dạ. Ừ. Anh ơi. Sao em không cần nhà cao cửa rộng? Trời ơi, em chỉ cần một túp lều hạnh phúc đã là đủ tuổi rồi. Ổn không em? Không cần cửa mà em đá vô cái cửa của anh rồi. Dạ, không dạ sao. Anh có sao không anh? Anh chịu được mà. Xót ruột quá. Em nói em muốn lều phải không? Em muốn mấy cái anh có sẵn.
hôm đầy bô bán đầy. Dạ. Nè, bây giờ về khách sạn với anh, mình bắt đầu honeymoon dài hạn, đi liền em. Anh ơi, thôi mình ghé nhà em đi. À cũng được, đỡ tốn tiền. Dạ đâu có, em lấy ít đồ đạc đi với anh chứ. Tánh anh đơn giản lắm, ngủ với anh khổ cần mặc đồ. Sao em khóc vậy, cảm động quá hả? Dạ không có, tự nhiên cái em gặp anh á, em nhớ ba em quá. Trời đất ơi, có duyên quá, nó đưa anh lên cái vàng thờ luôn rồi đó. Em à, bây giờ em nè, anh nói nghe nè, mình muốn được phỏng vấn á. Dạ. Nếu mà vô đó mà hôn thê có bầu là Mỹ sẽ dễ dàng chấp nhận tôi đi lắm. Dạ. Anh ơi, dễ dàng lắm, anh làm không nổi nữa đâu. Đinh anh giờ đinh cùi rồi, nó mới quất một cái ổng chừng gãy cái đinh rồi đó. Mày im đi. Em lại anh hai ơi, 50 ngàn đi. Mày, đúng rồi đó. Em làm ăn gì được đâu, đinh tài phồn. Anh ước ao của một thằng con trai để mà nói dỗi cái dòng đinh của anh. Dạ. Anh sẽ đặt tên nó là Đinh Tài Xỉu. Anh ơi, anh là đinh xét rồi, em nghe. Mày im đi mày. Chọt chọt quá. Em, dạ, anh đã cứu vớt cuộc đời của em. Thì anh muốn sao cũng được hết. Nhưng mà em hy vọng là con em nó giống em, chứ đừng giống anh. Trời ơi, con này nó có duyên ghê trời. Phượng, qua đây chị hai biểu. Qua đi, giờ cái gì? Thời xuống cản không nổi. Đứng nói chuyện nó khoanh tay lại. Dạ, dạ chị hai. Kể từ ngày hôm nay, chị là chị dâu của em. Dạ. Dù sao, chị cũng cảm ơn em đã bắt nhịp cầu cho chị gặp anh Đinh Tài Phùng. Mai mốt chị qua Mỹ, có thèm ăn cherry, phone cho chị 1 tiếng, chị gửi về cho 3 ký ăn. Trời ơi, từ 30 mà đây còn có 3 ký. Vậy nha cưng. Dạ. Phương. Dạ. Lấy chị cái giỏ. Dạ giỏ nè má. Ờ lên tới má luôn. Anh ơi, thôi mình đi anh. Mình đi đi em. Đi dạ. Đâu vậy? Honeymoon vậy hả? Anh ơi, đi khám bệnh trước rồi đi honeymoon anh. Dẹp mày, honeymoon trước. Anh đi honeymoon xong anh vô nhà hoàng luôn. Chà mày nói gì vậy hả? Đừng, đi khám bệnh trước đi anh. Alo. Dạ, ba hả? Con Phan Kim Liên đây. Dạ, con muốn báo cho ba một tin vui là con đã kiếm được một người chồng lý tưởng. Dạ, ảnh sẽ đưa con qua Mỹ. Dạ đâu có... Dạ, chắc ảnh lớn hơn ba chừng 10 tuổi à. Trời ơi, sao kỳ vậy? Nãy nói nó không có ba mà. Con cúp máy nha. Có gì mai mốt con qua Mỹ không có tiền con gửi về cho ba nha. Dạ, dạ, dạ. Hỏi đi, nãy nó nói nó không có ba mà. Ủa sao em nói em mồ côi từ nhỏ? Ba nuôi của em, ba dạ. Nuôi. Em ở với ba nuôi hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà anh hỏi ba nào? Em có nhiều ba nuôi lắm. Hả? Em có nhiều mấy ba nuôi? Dạ em có 6 ba nuôi lận. Trời ơi, 6 ba con nào nuôi nó cũng ăn hết mà 6 ba ăn lượt chắc chết. Anh là ba thứ 7 đó anh. Tôi tập tích cha mày. Không sao. Hả? Không sao, ba nuôi thôi mà. Tao cũng thứ dữ mà. Không, nó mới là thứ dữ đó anh. Dẹp mày. Anh ơi, mình đi anh ơi. Đi mình. Hai nghe lời em đi hai. Hai ơi, anh đâu có cái gì đâu hai, ngoài hai trái cherry khô hai ơi. Tập tích cha mày mày. Em lại anh mà. 50 ngàn theo con quỷ cái nó làm cái gì? Trời ơi, anh có phải là Đinh Tài Phùng, anh là Đinh Tài Khùng. Hay quá, giọng hát quay mà hay quá vậy, ai vậy? Gavin hiệp sĩ. Hả? Hy sinh hả? Gavin. Hy sinh. Gavin hiệp sĩ là ai? Là ai? Đâu? Đây. Hy sinh. Dạ. Chào anh. Tên gì? Gavin hiệp sĩ. Hiệp sĩ hay là hiệp xuyển? Dạ, sĩ gì cũng được. Cái giọng hát hồi nãy là của bác. Dạ, của em.
Giọng hát hồi nãy là của bác. Của em. Ý tôi nói là của bác á. Thì của em. Là của bác đó. Thì của em. À, của em. Thì ý nói của bác hả? À, bây giờ muốn kêu bác hay kêu em? Thôi kêu em đi cho nó hợp với số tuổi của em. Hợp số tuổi hả? Yeah. Hey, em sinh năm mấy? Năm 1983. 83? Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Nè, ID nè, nhìn đây. Cái gì? Cái này 38 mà. Trời ơi, mệt quá à. 38, 83, 38. Qua đây, tên nó còn ngựa huống hồ chi tuổi. Nhờ vậy mới được thi đúng không? Dạ, chứ gửi 38 vô chắc có ma nó cho thi. À, em ơi, cái bài hát hồi nãy em thâu á, là mới đây đúng không? Ờ, mới đây. Hay quá. Cách đây 50 năm. Thâu 50 năm? Dạ, 50 năm rồi. Bây giờ có thể hát y như hồi đó được không? Trời ơi, y chang như hồi đó. Y chang luôn. Mà còn technique có lò hơn nữa. Là sao? Là coi như là kỹ thuật còn hơn hồi đó nữa. Hay quá vậy. Kỹ thuật sao, kỹ thuật sao? Nghĩa là bị chế độ rung. Nó có hộp, có hộp á. Hay quá, phối hợp với kỹ thuật phải không? Mà sao hay vậy? Bị già rồi nó rung á. Hay quá. Bây giờ bác có thể hát một bài hát nào con nghe thử, nếu được con sẽ nhận bác. Nhưng mà với điều kiện chỉ lấy tiếng thôi nha. Trời ơi. Không lấy hình. Mẹ ác quá, lấy tiếng không lấy hình. Không được. CD thôi, lấy cái hình của bác gắn vô CD, nếp nhăn nó chày để không đọc. Lầm to. Được, thử xem. Mà bây giờ là thi ha. À, giới thiệu. Xin giới thiệu với khán giả thí sinh Kha Vinh Hiệp Sĩ. Xin hát một bài hát rất là hợp với số tuổi. Đó, một bài hát rất là truyền cảm có của Kỳ Phương, mang tên Nhớ Em. Hợp ghê á. Giai điệu hay quá. Hay cái con khỉ. Cái này không có hợp với số tuổi của tôi đâu mà hay. Cái giai điệu gì? Music lại đi. Hip hop. Hip hop. Gì vậy? Hip hop này lên trên phòng. Nhớ em. Lòng này nhớ tới em. Anh nhắn cho mày, mong em đến đây. Nhớ em, lòng này nhớ. Giang tấu đi, trời ơi, nhớ hoài cho tới sáng quá à. Nhớ em, lòng này nhớ tới em. Bữa nay là người ta tuyển tài năng trẻ. Bác đi về giùm con. Ủa sao vậy? Coi như là rớt đi ha. Trời đất ơi. Ý em nói là rớt rồi hả? Ừ. Trời ơi. Ủa sao vui vậy? Nói cho nghe nè. Bị cái lòng đam mê nghệ thuật á. Bây giờ rớt á là biết chắc chắn bảo đảm 100% là rớt rồi. Vậy thì bị hôm nay nè. Trời, ta nói ai hát cũng hay hết trơn á. Đúng. Mình hát dở người ta mới nhớ. Cũng hay. Giống như thi hoa hậu á, thấy không? Sao? Con nào xấu cái người ta nhớ con đó, chứ người ta đâu nhớ con đẹp đâu. Hay. Cảm ơn, được. Cảm ơn bác nhiều. Coi như là mời bác về. Bác về hả? Thôi nhớ tới em. Lòng này nhớ tới tôi. Nhớ tôi. Dạ, đam mê nghệ thuật ghê ta. Hay. Mày nói ai già? Bác chưa cái gì cái chùa quẻo rồi à. Cho tao hỏi nè. Hát một hồi là xỉu luôn đó nha. Hồi nãy ai hát ở đây vậy? Hả? Nãy ai mới vừa hát ở đây? Có gì không bác? Trời đất ơi, hát gì mà dở quá, xe ambulance nó chở ra từ người cái chị à. Bác chứ ai? Tao hát hả? Ừ. Trời ơi, đúng ra xỉu nãy chứ sao giờ mới xỉu. Từ từ người ta mới ngắm. Ngắm hả? Thôi vậy thôi, tao khỏi hát nữa. Thôi cho hỏi nè, năm tới có thi nữa không? Có chứ. Vậy hả? Ừ. Tao thi nữa nha. Thi bài gì? Give me a girl up the midnight. give me a girl up the midnight. Ông già mà sung ghê luôn ta. Bữa nay gặp con gì đâu không? Cái gì?
Dạ, giám khảo ơi, cho em thi đi. Cái gì? Dạ em thi, em đi trễ máy bay. Vô đi thi. Dạ thi. Thí sinh. Dạ thí sinh. Trời má ơi, bữa nay không có ngày hay sao? Thí sinh lạ không? Dạ. Tự nhiên hai cái tivi để lên mặt. Đã vậy có thêm cái anten nữa. Trời ơi, bó tay không luôn. Giờ thi phải không? Dạ dạ. Giới thiệu tên tuổi. Dạ, em là thí sinh thứ 16. Tên là Chí Tài Tình. Có tài mà còn có tình nữa. Dạ. Thi. Dạ. Ủa mà thi gì vậy, giám khảo? Giỡn mặt hả? Thi ca hát. Dạ dạ, trời ơi, em mạo em quên. Dạ. Nhanh đi. Dạ, sau đây em xin trình bày một nhạc phẩm cho chính em sáng tác. Được, có tựa đề là Chợ Câu Duyên. À, có nghĩa là anh hát nhạc qua. Dạ không phải nhạc qua. Chứ nhạc gì? Nhạc Việt. Ủa sao Chợ Câu Duyên là gì? Là chuyện câu giờ. Hay. Hát nghe thử, cho thêm điểm. Dạ. Tự sáng tác phải không? Dạ, để em lấy microphone. Hay quá, thí sinh này lạ. Háo kiến này cho nó mắt đó. Nó dễ diễn tả. Hát. Dạ. Ồ, diễn xuất hay quá. Một người đi với một người. Hay quá. Một người đi với nụ cười hắn hiu. Wow. Hai người vui biết bao nhiêu. Wow. Một người lặng lẽ lặng yên đứng nhìn. Hay. Đứng nhìn. Một lát rồi đi, người kia đi tới, người này đi lui. Hai người đi tới đi lui, một hồi mệt quá, lặng yên đứng nhìn. Đứng nhìn, một lát rồi lại đi. Bài mới đi, bài mới. Người kia đi trước, à, người này đi sau. Gì làm hoài vậy? Hai người đi trước đi sau. Lời mới, lời mới. Một hồi mỏi căng, à, rồi lặng yên đứng nhìn. Vô lời mới, vô lời mới. Nhìn một lát rồi lại đi. Người kia đi tới, người này đi lui. Hai người đi tới đi lui. Ôi trời, mệt quá. Rồi lặng yên đứng nhìn. Giỡn mặt hả? Gì vậy giỡn mặt? Ai đâu giỡn mặt đâu? Có một lời hát hoài. Đi nãy gì đi tới luôn không có dừng hả? Ủa? Giỡn mặt hả? Hồi nãy giờ em giới thiệu bài hát là chuyện câu giờ mà. Xin lỗi nha, bài hát này là của Quốc Dũng. Chuyện ba người. Dạ anh biết. Anh tạo nhạc, anh ăn cắp nhạc của người ta, anh chế biến hả? Dạ em biết, chuyện ba người của Quốc Dũng. Nhưng mà lời viết lại là của Chí Tài Tình. Hay quá. Thì vậy sao đậu? Trời ơi sao không đậu? Em nói giám khảo nghe. Ừ. Cô vậy chứ bài hát này em ăn khách lắm á nha. Sao ăn khách? Bầu show mời em đi bệnh nghỉ luôn á. Ủa sao mời nhiều vậy? Tại vì bầu show thường tổ chức mấy cái show mà ít ca sĩ đó. À. Thường thường mời em tới để hát câu giờ không ạ? À? Em phê lắm à. Em mới lấy làm thi đó chứ. Nhưng mà không được. Anh muốn làm ca sĩ chuyên nghiệp á. Dạ. Anh đừng bao giờ bị phân tâm. Ủa em đâu có phân tâm gì đâu. Tự nhiên đang hát tôi kêu thôi cái nín à. Ủa bây giờ đang hát người ta kêu vô anh đi vô luôn hả? Cái đó thì em có anh có chấp nhận bị phân tâm không? Dạ. Bây giờ tôi hỏi anh nè. À, dạ. Anh có hai tay. Dạ. Một tay dễ tròn, một tay dễ vuông được không? Dạ anh em làm hoài mà. À được. Bây giờ anh vừa hát vừa làm được không? Dư sức quá cầu. Dư sức quá cầu. Dạ. Bây giờ anh thử vừa hát vừa uống nước coi. À. Ông về ông kêu vợ ông vừa đẻ vừa đánh bài đi. Hay. Đối đáp hay. Trời đất ơi. Bây giờ tôi sẽ thử anh coi anh có bị phân tâm hay không. Rồi. Anh giơ năm ngón tay lên. Rồi. Anh đứng anh chọt. Chọt. Rồi bác khảo đi. Anh chọt đi. Giám khảo cầm em này. Em chọt đi. Rồi chọt. Tôi hỏi cái gì phải trả lời đúng sự thật. Dạ. Nha. Dạ. Không trả lời đúng là bị phân tâm đó nha. Dạ. Ba má khỏe không? Dạ khỏe. Vợ con sao? Bình thường. Mấy đứa? Ba đứa. Anh có khỏe không? Khỏe như dồi. Hồi nhỏ anh có bị té giếng không? Không. Không sao đứng chọt kìa. Trời
trời đất anh bị ơi. Phân tâm. Anh bị phân tâm. Ông này là ăn thịt sóc dữ lắm nè. Tôi nói sốc gì quá vậy? Mà anh bị phân tâm. Thấy chưa, thấy chưa? Anh thấy anh sai chưa? Hả? Ai đây? Qua... Thí sinh, thí sinh. Thí sinh hả? Mặc đồ đẹp quá là. Trời ơi, đẹp quá nhưng mà hơi ốm mà giám khảo không biết hát có nổi không à. Mập thì vô duyên rồi. Vậy? Một ca sĩ không có ai ốm hết hả? Mà ốm nó cũng nổi tiếng như thường vậy. Đâu cần phải mập đâu. Mập như mày muốn đi hát là phải đài ép cho con. Bây giờ sao? Dạ chào ban giám khảo. Em muốn tên thầy... gì, tên gì, em tên gì? Dạ em là Hoài Linh Tinh. Trời đất ơi. Trời ơi, trời ơi. Tên lạ không à. Tên chóng mặt quá. Em muốn lấy ba chữ cho nó giống Hường Công. Hường Công. Dạ. Bây giờ anh tới đây anh thi gì? Dạ em... Cái ao ước em làm ca sĩ để em làm cái gì? Em ao ước em được làm ca sĩ để em bán lịch thôi. Trời đất ơi. Bây giờ em thấy ca sĩ gần đầu năm cái in lịch bán đó. Cái em cũng muốn in lịch đặng bán thôi à. Chứ hát cái chưa chắc hay lắm. Thôi đi ông ơi. Ca sĩ người ta đẹp, người ta chụp hình. Còn ông mặt xấu quá. Ông không biết gì hết trơn hết trọi. Bây giờ thời buổi gì rồi, người ta chơi tới computer rồi. Ca sĩ người ta chụp cái hình vô, thấy không? Người ta chỉ cần bỏ vô computer, vô Photoshop, cà cà lấy con mao cà 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 cà. Mấy cái nếp nhăn bay hết trơn. Đúng đúng đúng, hay hay. Tại ông chưa đi mua lịch ca sĩ, ông đâu có biết. Sao? Nhiều khi ông mua ở đây, ông nói trời ơi, con nào đẹp quá vậy. Vừa nhìn lên nó vừa ký cho ông đưa lên mặt nó, trời giống hai mẹ con luôn á. Thí sinh này thông minh đó. Hiểu được vấn đề. Bây giờ thi hay cãi lộn? Dạ em muốn thi. Thi qua đây đó. Dạ. Bây giờ có tài năng gì? Nói. Dạ thưa anh, mặc dù em không đẹp, em không xinh, em tôi không đẹp như người tưởng. Không áo xanh áo đỏ thơm hương. Dạ không. Bây giờ thi không? Dạ em thi. Thi. Nhưng em biết lựa phong cách. Phong cách. Làm ca sĩ quan trọng là phong cách. Đúng. Và đặc biệt là mình biết hát theo thời vụ. Thời vụ là sao? Ví dụ vào đám ma không bao giờ được hát nhạc đám cưới. À đúng 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 đúng. Học hỏi học hỏi. Bởi vậy em toàn là lựa những bài rất hợp. Ví dụ như bốn mùa thì em sẽ chia ra bốn cái bài khác nhau. Ví dụ mùa lạnh em sẽ hát một bài nào đó để cho khán giả ngồi trong khán phòng cảm thấy ấm áp. Đó là em đã thành công. Hay, hát thử tôi nghe. Em sẽ hát một bài, bây giờ đang mùa lạnh, em xin trình bày một nhạc phẩm để ấm áp cho quý vị. Đó. Ban nhạc Music. Thí sinh này được nè. Tốt, thí sinh này ngon á. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ. Hay quá. Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng bước chân. Ẩm chưa? Sao thấy đứng còn run vậy? Nhớ mặt hả? Nghĩ sao mùa lạnh đưa lên Đà Lạt? À, đưa người lên Đà Lạt nó ướp xác á. Đâu đâu em, tại em thấy nhà nhạc sĩ người ta viết là từng đôi đi trên phố vắng. Bôi mùa lạnh ham hối chi ra đường cho bệnh. Cái lời người ta diễn tả đôi tình nhân thôi. Người ta đang lạnh, anh ông lại đưa lên Đà Lạt là sao? Thôi, đừng không được đâu, mùa nữa. Vậy em không hát theo mùa nữa. Còn tài năng gì không? Em sẽ làm phong cách. Phong cách? Có những giọng ca hát rất là hay, mấy chục năm vẫn nổi tiếng như thường. À. Đó, em muốn tạo cái phong cách đó. Ví dụ như cô Linda Trang Đài, cô lên sân khấu. Đúng. Ví dụ một cái sân khấu từ đây tới đây là cổ nhảy không đủ đâu. Đúng. Cổ nhảy một hồi, cổ nhảy lên thằng quánh trống luôn. Còn có nhiều người đứng một chỗ hát nhưng vẫn nổi tiếng. Ai, em muốn tập phong cách đó. Ai? Ca nhạc sĩ Duy Khánh. Trời ơi, nói chuyện lựa người hát hả? Trời ơi. Trời ơi, sao tôi hát đi, hát bài hát những người khuất mặt vậy? Thì nếu mà mình bắt chước mình phải lựa những người khuất mặt chứ. Lựa những người còn có mặt ở đây người ta quánh mình sao? Em phải khôn chứ. Thử xem. Nhưng mà giọng hát vẫn đi vào lòng người như thôi. Bây giờ em bắt trước chú Duy Khánh. Nhưng mà chú Duy Khánh là người gì? Người quản trị phải không? Quản trị. Em sẽ giới thiệu giống chú Duy Khánh. Hay quá. Chú Duy Khánh ra sân khấu nè. Giống. Kính thưa quý vị, một nhạc phẩm mà tôi viết cách đây hơn 40 năm. Trước khi tôi lên đường từ Lào trở về Việt Nam, và trong đêm đó tôi cùng tất cả các kiều bào từ Lào đã hát lên nhạc phẩm này. Xin kính mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của tôi.
Bài hát được mang tên Xin Anh Giữ Tròn Tình Quê. Hay, giống quá, giống quá. À, nói thì giống mà hát biết sao để coi. Hay quá, hay quá. Chúng vui đêm này cho trọn tình quê hương, đẹp tình yêu thương, mai tôi về chúng mình đôi đường. Giờ phút phân kỳ ai lên đường ai vẫn vương. Mình thương, thương nhau trong đời, thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi. Xin nhớ em ơi, em ơi. Sao nghe nó lạnh lạnh vậy? Hả? Trời ơi, có khi nào chú Duy Khánh không về không trời? Mày ở đây người ta mở máy lạnh. Hả? Vậy hả? Ừ. Tôi nghe thôi. Là hết hồn. Hát bài. Thôi 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 thôi, giờ vậy. Nghe lạnh quá. Giờ vậy. Bài hát của anh là anh có sự chuẩn bị. Bây giờ tôi chỉ định anh hát. Chỉ định hát sao? Tôi chỉ định ca sĩ nào anh phải hát giống ca sĩ đó. Vậy mới hay. Còn này anh đã chuẩn bị sẵn mà. Hên xui nha. Bây giờ có một nam ca sĩ rất là nổi tiếng. Dạ. Hát rất hay. Dạ. Mà cái mặt lúc nào cũng lạnh. Ai ta? À nhớ rồi, Trường Vũ. Phải. Ừ. Trường Vũ là mặt khờ. Mày bảo đảm thế nào cũng bị quánh nè. Chứ ai, ai có biết ai mà Tuấn Ngọc đó. Mặt lúc nào cũng lạnh. Anh ơi, tôi nói anh nghe nè. Mặt lạnh đó là như Tuấn Ngọc thì em làm được. Nhưng mà giọng ca anh Tuấn Ngọc quá perfect đi. Ảnh là giọng ca anh ấm lắm. Mà giọng tôi thì giọng tép không à. Làm sao tôi hát giống ảnh được. Vậy mới có điểm thêm có. Thi không? Hên xui, hên xui. Thi là phải nói hên xui. May mắn, may mắn. Mà có một bài hát mà em rất là mê anh Tuấn Ngọc hát đó là bài riêng một góc trời. Được. Em sẽ hát mà mặt được. Lạnh. Mặt lạnh nhưng mà hát là hên xui. Em nói okay, trước okay. Mặt phải lạnh nha. Dạ. Đâu, mặt lạnh coi. Nhạc đi anh ơi. Ôi, lạnh quá, lạnh quá. Mặt lạnh quá. Mặt quá lạnh luôn. Vô. Tình yêu như nắng đang đưa em về bên dòng suối mơ, nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề em về lối xưa. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ, mây vẫn mây trôi, mưa vẫn mưa rơi, hát yêu đời tôi. Thiếu ngón tay chị chị. Ngoái ngoái nè. Một mai em nhé, có nghe thu về trên hàng lá khô. Hey. What? Vòng tay lấp lánh, bước chân ơ thờ em về lối xưa. Mà nhiêu nữa. Hà còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá. Gọi tên em mãi chợt mệt quá. Trời đất ơi, tôi là anh. Trời ơi, tôi còn trẻ quá mà. Anh Tuấn Ngọc đó là cái xì tai của anh rồi. Bây giờ biểu tôi nhíu hai cái hàng lông mày rồi nó dính vô luôn. Rồi làm sao tôi đi làm ca sĩ? Người ta nổi tiếng nó khác, tôi chưa nổi tiếng nó khác. Anh đừng có hại tôi. Ok. Cái thằng cái đầu trồng dừa này nó hại em nè. Nhìn cái mặt thí sinh này tới từ Hawaii hả? Giờ vậy hả? Anh bị trừ điểm. Sao vậy? Đang ca giữa chừng ngưng. Đúng rồi. Bây giờ cho thêm một cơ hội nữa. Cơ hội nữa hả? Có một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng. Dạ. Nhưng mà ca cái giọng của anh ta giống như là nghiến cái răng lại vậy á. Sao đó lúc mà phát ra nó giống như là nghiến răng á. Ai ta? Tuấn Vũ. Hả? Tôi Tuấn Vũ cái tướng là em là giống rồi đó. Em chỉ cần hòm xuống cái là em giống rồi đó. Thử. Nhưng mà hát là hên xui. Trời đất ơi. Hát hên xui rồi. Em hát bài hát rất nổi tiếng của anh Tuấn Vũ, bài hát được mang tên là Người Yêu Cô Đơn. Được. Tốt. Đúng rồi, Tuấn Vũ.
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu. Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em. Tôi quen rồi nhưng mỏi thấy mẹ luôn. Ôi. À đứng chơi mày hát mấy cái ơi. Ảnh mà để tao nghiến răng như vậy là sao? Hay quá ha. Cái người hát không sao, ông kia nướng miếng mới chịu nổi. Trời ơi, nghe ông hát xong mà nghiến chứ. Anh nói ban vậy thôi hả? Vậy thôi hả? Không phải, em nói anh nghe nè, là tại vì bây giờ mà mùa lạnh mà ví dụ biểu em qua mấy tiểu bang lạnh em hát mà em đứng em nghiến răng cỡ này một bài thôi em về em bỏ nghề luôn. Sao hát được? Vậy thôi, giọng nam không? Có được giọng nữ nào? Giọng nữ có giọng em ái mộ lắm. Ai, ai, ai? Nhưng mà em biết bữa nay ngồi dưới ban giám khảo luôn. Ủa vậy hả? Hey. Mà em nói anh nghe nè, tại vì em muốn lựa cái phong cách để làm chi? Chị, anh biết không? Chị. Nhiều cái phong cách của các ca sĩ ngày xưa đó, 50 năm, 30 năm, 20 năm, nhưng người ta đều có cái riêng của người ta hết. Đúng. Tới giờ này em vẫn còn giữ được những giọng hát mấy chục năm là anh biết đã đi vô tới trong máu em luôn rồi. Thành thử ra bây giờ em rất là mê. Ý anh nói ai? Nói nhỏ đừng cho ban giám khảo em nghe á. Ừ. Còn Thái Thành đó. Trời ơi. Được không? Khó lắm đó nha. Hên xui. Ừ. Nhưng mà mình ái mộ thì mình làm thôi. Thử xem. Anh nghe bài Dòng Sông Xanh chưa? Oh, được, được. Hay, được. Vô. Một dòng xanh xanh. Một dòng tràn mong manh. Một dòng sâu biên lia. Một dòng sâu mấy kia. Một dòng nước quay về biển đời lúc mơ hiền. Nhanh quá vậy. Coi con hát không nổi coi. Hay. Thôi nhưng mà tôi nói anh nghe nè. Hey. Cuối cùng là sao? Cuối cùng. Dạ. Hai anh không có gì riêng cho mình hết. Gì? Bắt trước không? Đi về, mệt quá. Kỳ giám khảo. Bây giờ sao? Dạ. Cho tụi em có cái riêng đi. Cho có cơ. Bây giờ tôi sẽ thử trí thông minh của hai anh. Dạ dạ được được, cái đó được, cái đó được. Dạ. Bây giờ tôi sẽ đố hai anh một câu. Dạ dạ. Nếu mà trả lời được tôi cho hai anh đậu. Dạ dạ dạ. Nghe cho kỹ nha. Dạ. Có một thợ săn. Dạ. Đang cầm cây súng đi ngoài đường. Dạ. Có ba con chim đang đậu trên cây. Dạ. Anh giơ súng lên bắn một cái đúng. Một con chim rớt xuống đất chết. Dạ. Một con bay đi. Một con đậu lại. Đố hai anh tại sao mấy con chim đó nó làm như vậy? Con chim bay đi là con chim sợ chết. Bảy. Còn con chim ở lại là con chim anh hùng. Bảy luôn. Ủa gì chứ sao? Một con rớt xuống đất chết. À. Một con bay đi báo cảnh sát. Còn một con ở lại làm nhân chứng. Ông này ông hay, ông nghiên cứu tới súc vật luôn ghê thiệt. Ba con chim này chắc... Xong. Của giám khảo nuôi. Bye bye, tôi đi ạ. À. Đi đâu? Hai anh thua. Chưa thua mà. Không có thua gì đâu. Chứ muốn vậy? À, này. Giám khảo đã đố thì phải cho tụi em cơ hội đố lại chứ. À đố đi. Bây giờ em đố giám khảo. Đố gì đố nhanh đi. Ừ. Có hai thằng. Ừ. Một thằng mù, một thằng câm. Ừ. Đi vô một cái siêu thị. Đúng. Thằng câm nó muốn mua cái nón. Ừ. Rồi lấy cái nón nó đội lên đầu. Rồi lấy tay chỉ. Ông chủ hiểu bán cho nó cái nón. Ừ. Đúng. Vậy em đố hai anh. Ừ. Thằng mù nó muốn mua cục xà bông. Nó làm sao? Nó chỉ cục xà bông. Thật. Nó lụm cục xà bông nó chà lên đầu nó. Đúng. Thật lắc. Chứ nó làm cái gì? Thì nó nói. Nó nói gì? Nó nói gì? Ban tôi cục xà bông. Sao nó nói được? Nó mù à? Nó mù chứ nó đâu cầm đâu. Đúng rồi, nó nói đúng rồi giám khảo ơi. Bây giờ tới phiên tôi đố lại. À, sao? Tôi đố ban giám khảo với rồi đố anh luôn. Trong các loại sữa, sữa nào tốt nhất? Sữa ông Thọ. Ông Thọ ông già mà ông là đàn ông làm gì có sữa. Sữa cô gái Hà Lan. Cô gái Hà Lan chắc chắn gì mà dắt ra sữa để bán hết cho cả thế giới không? Sữa con két.
Két không có sữa. Chứ sữa gì? Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tại sao? Tại sao? Tại sao tốt? Sữa mẹ để không bao giờ bị thiêu. Điều đặc biệt là bình sữa mẹ rất là đẹp. Thấy chưa? Mà bình sữa mẹ không ai được rửa ngoại trừ bố thôi. Anh có nghiên cứu có cái bình sữa nào mà lâu lâu nghe mùi thuốc lá không? Trời ơi. Hey. Chính xác là sữa mẹ rất là tốt. Hay à. Hay thí sinh quá hay, chúc mừng, chúc mừng. Nói chung là mình quê. Chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Thôi tôi đi à, trễ giờ tôi dạ. đi. Ủa giám khảo đi đâu? Giám khảo gì? Ủa anh là giám khảo mà. Tôi phải giám khảo đâu. Ủa chứ anh là ai? Đấm bóp giấc hơi. Rồi. Vậy anh tới đây làm gì? Đấm bóp cho ban giám khảo. Rồi. Mấy này người ta chấm thi người ta mệt quá tới massage mà. Rồi rồi, đấm bóp giấc hơi mà bằng office nữa. Đấm bóp cho những người nổi tiếng à. Sẵn mình tới mình xin chữ ký luôn. Vợ tôi mới sanh hai thằng con trai nha, sanh đôi nha. Hả? Tôi xin chữ ký về tặng vợ. Trời ơi, sanh đôi là hên lắm đó nha. Chúc mừng anh. Phải còn anh không? Ông vô duyên, bởi vì vô duyên là đúng rồi. Nói tầm bậy tầm bạ, chúc mừng anh. Còn anh nó giống anh không? Không, cái điều đó là chắc chắn rồi. Nhiều khi nó giống vợ anh thì sao? Không, không giống. Dạ, chúc mừng anh. Chúc mừng nó giống anh, nhưng anh thử máu chưa? Em xin lỗi, cái câu này em quá đi đẹp. Vô duyên hơn tôi nữa đó. Thôi tôi về à. Trời ơi, chỉ em biết sanh đôi đi. Sao có vợ mà đẻ sinh đôi đi? Thì lúc vợ mình mang bầu á, dẫn nàng đi coi phim là sanh như ý. Là sao? Hả? Thí dụ như là muốn sanh một hả? Coi phim Kẻ Cô Đơn. Sanh hai. Coi phim hai anh em sanh đôi. Sanh ba. Ba chàng ngựa lâm phá thủ. Sanh bốn. Tứ quái Sài Gòn. Sanh sáu. Sáu người đi khắp thế gian. Sanh 13. Thập tam thế bảo. Sanh 14. Tứ thập tứ nữ anh hào. Ôi, chết mẹ tôi phải gì à? Ủa sao vậy? Hôm qua vợ tôi nó có bầu mà tôi dẫn nó đi coi phim gì? 101 con chó đớn. Thôi về lẹ đi. Cái này nói tóm lại là tôi vẫn còn may mắn nhất. Ủa, sao vậy? Hôm qua tôi mới dẫn vợ tôi được coi phim. Phim gì? Vị thái giám cuối cùng. Vậy vợ anh siêu âm chưa? Siêu nổi. Con trai hay con gái? Con trai. Bỗng chắc luôn. Cái gì vậy bác? Nói với chung là vợ mà bác mà có bầu nữa con còn chúc mừng bác á. Thôi vậy bây giờ là anh không phải giám khảo phải không? Mình đi xuống chuẩn bị đăng ký thi, chuẩn bị chương trình khác, người ta thi tới nơi rồi. Chào bà con cô bác đi rồi đi. Chào bạn giám khảo, chào bà con cô bác. Cảm ơn. Paris by Night 135, Tử Công Phụng Trên Ngọn Tình Sầu được bảo trợ bởi Tập đoàn Tân Hiệp Pháp, D&D Gel, Lexor, Dr. Sam và Mabi. Mà cái sofa khổng lồ như vậy, trái nhà rồi sao ra hẻm được biết nữa. Có ai ở nhà không? Ai nói chuyện xui xẻo dữ vậy trời? Hi everybody. Em chào nhỏ. Nữ, cái gì? Cho cô gặp người lớn được không? Cái mặt tôi già nhất nhà này rồi đó. Ủa già hả? Sao thấy làm như 12, 13 tuổi mà. Nhìn kỹ giùm cái. Ha. Nhìn xa xa tưởng là học trò middle school, nhìn gần là biết middle age rồi. Nhiều ủa rồi tới coi bói hay là coi mắt tôi mà hỏi nhan sắc tôi dữ vậy? Khoan nhưng mà xin lỗi à, thì như vậy là người tôi này... là cậu Tơ nè. Ô cậu Tơ thôi. Trời ơi, bạn bè tôi nói là cậu là coi bói linh thiêng lắm. Đây nè, hôm nay tôi muốn vô tôi hỏi. Nữ im đi, nhìn mặt nữ thôi là biết nữ tới đây kiếm cậu coi gì rồi đó. Ủa biết liền vậy đó hả? Mở cây quạt này ra nghe, nhìn mặt nữ là biết tới coi tình duyên hay là gia đạo. À coi gia đạo phải không? Đúng nhận sai từ từ cãi cậu nghe. Ủa im re vậy? Tại cậu nói sai là từ từ cãi, bây giờ cãi nè. Không phải là coi gia đạo. Ủa chứ coi cái gì? Coi tình duyên. Thí dụ coi tình duyên xong hợp ý ưng bụng có cưới ta làm vợ chồng không? Nhào vô lấy liền. Là gia đạo rồi đó.
cãi cậu không hà. Thôi, cậu nói hay quá. Nhưng mà khoan khoan, cậu trước khi coi đó, cậu cho tôi hỏi cái này chút xíu nha. Cậu ơi, tôi thấy đi từ hẻm vô đây thấy cái chỗ này nó quen ghê gớm lắm. Ừ. Có phải ngày xưa ở cái chỗ này là cái trường học cũ không? Đúng rồi, ngay cái góc này xưa là trường làng đó. Học sinh học đông lắm. Vậy hả? Sau này giải tỏa, nhà dân mới mọc lên. Trời ơi, vậy là đúng rồi. Đây nè cậu, cậu tôi cho đây nè, đây nè, cậu biết không? Đây nè, nhìn qua cái cửa sổ nhà cậu. Ừ. Trời ơi, hàng xóm nhà cậu sao nó nhiều dữ vậy? Hàng xóm tôi được cái nhiều chuyện bu đông lắm. Ai cũng dòm tôi với cậu hết trơn ha. Ừ. Đây nè, tôi nói cậu nghe nè, nhìn ra đây nè nha. Vậy là đây là đúng là cái trường cũ của tôi rồi. Ừ. Nhìn ra đây là cái cây phượng vĩ. Đó. Đúng rồi, góc này trồng phượng nhiều lắm. Đó, trời ơi, phượng nó nở rực à. Rồi ve sầu kêu vênh vác. Trời ơi, cái mùa hè tới đó cậu. Rồi, bên cái cây phượng vĩ tôi nhớ là người ta hay bán hàng lắm. Ừ. Đây có một cái xe, ngày xưa người có một cái xe bán thuốc lá. Đúng rồi, đúng mấy không? Góc Sài Gòn mình xưa xe thuốc lá nhiều đúng lắm. Đúng rồi, ở dưới người ta bày những cái hộp thuốc lá. Ừ. Còn ở trên thì người ta treo toàn ten trồng. Mấy cái áo mưa. Đúng rồi. Áo mưa mà một người xài đó. Không, tụi tôi xài hai người. Trời đất ơi, là thiết kế một người cho an toàn, bà xài hai người tại quầy rồi sao? Không, xài hai người vẫn đủ mà, treo toàn ten đủ màu hết á. Không, mấy cái màu cơ bản đâu ra đủ màu. Mấy cái áo mưa một người bỏ vô bóp mình á. Không, áo mưa tôi bỏ vô cốp xe. Bà quê mùa nữa, áo mưa phải bỏ vô bóp, đem theo bên mình lỡ cấp bách rút ra xài còn kịp. Chứ bỏ vô cốp xe không lẽ mỗi lần nổi hứng lên, kêu bạn đợi trong phòng, rời khỏi giường ra bãi xe lục lục lục, bạn mình mất hứng rồi sao? Trời, cậu không biết rồi, chờ đợi là bơi mình trong hạnh phúc. Hồi xưa tôi nhớ là lúc mà tôi yêu đó, tôi thích nhất cái hình ảnh mà anh ấy đứng lục cái áo mưa ra, lấy cái áo mưa ra, bung ra, cả hai đứa cùng xài chung. Trời đất ơi, áo mưa mà hai đứa xài chung. Mà tôi nhớ cái thời đó, làm như chúng tôi mới yêu nhau đó, ngày nào cũng xài áo mưa hết cậu. Trời đất à. Ơi, ngày nào mà cũng xài áo mưa. Đúng rồi. Trời, cặp đôi bà sung mãn dữ vậy đó hả? Không có, bởi vì Sài Gòn thời đó nó mưa dữ lắm, tháng 7 mà. Khoan, ý bà nói cái áo mưa gì? Áo mưa cái lúc trời mưa. Trời đất, áo mưa lúc trời mưa hả? Ừ. Tôi tưởng đang nói cái áo mưa lúc mây mưa với nhau. Ừ, trời ơi. Để hiểu lầm lắm à. Trên đời có hai loại áo mưa, mặc khi xuống phố và mặc khi lên giường, hiểu không? Một loại thì chống nước chống sình, một loại thì phòng chống bụng mình phình ra. Đúng rồi đó. Tự hiểu cậu ý ơi. Cậu đó nghe không? Đây nè cậu, dạ à, hôm ấy cho tôi cúng lễ mấy cây nhang cho thần thánh. Đi coi bói mà cúng bói nhang, bộ tính coi chùa hay gì? Ủa là sao? Phải có tiền lễ đặt lên chứ. Ủa, tượng thần thánh là ăn nhang là đủ rồi. Thần thánh thích nhang, thần thánh no. Dạ. Tôi hết nhang, tôi nám phổi, tôi chết. À, tôi hiểu rồi. Dạ, dạ. Con nói thầy nghe nè. Nếu mà thầy làm cho mà nó linh hiển cuộc đời con thì cỡ nào con cũng đặt hết á. Mà tôi nói cho nữ nghe nha. Thần thánh tôi thờ xa lắm, thờ tuốt ở bên Tây, ông Tơ bà Nguyệt đó. Trời mỗi ơi. Lần về xong mà rước đi là giá khứ hồi, hạng thương gia không đó nghe. Đặt một chiều tôi không có coi được đâu. Thôi được rồi, mấy chiều cũng được, miễn là linh thiêng là được rồi. Rồi muốn khấn gì khấn đi cậu. Dạ, coi cho. Bây giờ khấn ha. Ừ. Dạ con bắt đầu con khấn nha cậu. Ừ. Dạ. Con nói mình làm sao cho nên tụi con mà xong. Dạ hôm nay con làm sao cho con có thể làm được. Thế là những ý của con mà cậu nói nha. Dạ xong rồi đó cậu. Mụ nội tôi cũng không nghe được nữa. Sao vậy? Bà khấn trong họng ai nghe. Trời ơi, thần thánh mà, nói cỡ nào thần thánh cũng nghe hết á. Dạ thưa nữ, thần thánh lớn lắm rồi, 500-700 tuổi rồi, lãng tai rồi. Phải nói rõ, tôi nghe rõ, tôi tâu lại với bề trên ta nghe. Trời ơi, dạ thôi nói lớn lên luôn ha. Ừ. Dạ thường thường chứ con cầu khẩn là con hầu ấm trong miệng không à. Dear Mr. Spider and Mrs. Moon. Bà điên hả? Dạ sao? Bà khấn gì vậy? Ông Spider là tơ mà Moon là Nguyệt, là ông tơ bà Nguyệt đó cậu. Trời ơi, tôi thầy bói, bảo kêu Spider, tưởng Spider-Man người nhện không đó. Không, ông Tơ bà Nguyệt. Tôi không biết tiếng Anh, không tiếng Việt đi. Dạ, dạ, thôi là tiếng Việt, trời ơi, cậu khó quá. Dạ, ông Tơ bà Nguyệt ơi, con tên là Kimberly. Gì Kimberly? Không, tên Mỹ, con Việt Kiều mà, Kimberly. Kimberly à? Dạ. Thực sự ra là con mấy chục năm rồi, con ở xa con về, con muốn tìm lại người yêu cũ. Ừ. Bởi vì con nghĩ là chỉ có người yêu cũ mới yêu con say đắm, chân thành mà thôi. Ừ. Dạ, vậy con cầu ông Tơ bà Nguyệt làm sao để xe duyên lại cho tụi con. Bởi vì nếu có điều gì vĩnh cửu thì con chỉ xin là chỉ là tình yêu của chúng con mà thôi. Dạ, con cảm ơn ông Tơ bà Nguyệt, con cảm ơn cậu Tơ giúp giùm con. Cái gì vậy?
Cậu tao nói cái gì vậy? Cậu nói gì vậy cậu? Nói tiếng bề trên. Hiểu. Chừng nào mà thành người bề trên như bà hiểu. Thắc mắc quá. Nữ ở đâu? Kali. Con này Kali. Cái ông kia ở đâu? Cà Mau. Áo mới Cà Mau. Ân trên nói cho biết đó nghe, sẽ gặp lại đó. Trời ơi, thiệt ông cậu Tư? Ông quên là cậu ta, tôi thiệt hả? Trời ơi, mà chừng nào chừng nào mới gặp lại? Hỏi giùm con đi, hỏi giùm con cái. Là quen. Sẽ sớm thôi. Sớm mà, trời ơi sớm. Trong ngày hôm nay đó. Hả? Trời ơi, thôi đừng giận mặt con cậu Tư. Có không? Trong ngày hôm nay luôn hả? Ừ. Trời ơi, nhưng mà ở đâu? Hỏi giùm con cái ở đâu? Đi coi bói, đừng hỏi nhiều quá, tôi bí. Hả? Ủa? Không phải, ý là thiên cơ bất khả lộ, bí mật. Trời ơi, nhưng mà gặp là khi nào? Sáng, trưa, chiều, tối, khi nào gặp vậy cậu? Ủa, thoảng thoảng á. Cái gì? Bây giờ nói cho nữ nghe. Dạ, dạ. Đem phép về đeo vô đi. Dạ. Cái sợi chỉ đỏ này đó. Dạ. Sợi chỉ tơ hồng đó nghe không? Đeo ngón áp út đi. Dạ, trong dạ. Vòng 9 phút gặp lại người yêu cũ. Cái gì? 9 phút hả? 9 phút. Trời, làm gì có chuyện đó xảy ra. Trời, bây giờ làm sao mà 9 phút mà gặp được ở đâu hả? Dạ, tôi lại bà. Dạ. Không biết tôi coi hay bà coi nữa. Bà làm ơn trong vòng 9 phút rời khỏi nhà chạy thẳng ra đường thế nào cũng gặp. Bà dạ. Đứng ở đây là hồi sau 9 phút người yêu bà là tôi luôn đó. Đừng. Dạ thôi, dạ thôi, dạ 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 con cảm ơn cậu, con đi liền. Dạ con cảm ơn. Dạ con đeo vô rồi. Trời giờ còn 8 phút rồi đấy nè. Khách cậu Tư ơi, cậu Tư. Tỉnh người khùng. Cậu Tư có nhà không cậu Tư? Ai vậy? À. Khách quen. Dạ, cho gặp cậu Tư. Tôi nè. Ủa? Dạ con thấy tưởng là cô chứ. Mới sắm cặp chân mày tài lộc nhìn không ra phải không? Dạ đúng rồi, bữa nay nó sao nó đậm dữ thầy. Đi tái khám về hả? Ồ sao thầy biết hay vậy? Thì lịch của ông tôi biết mà. Dạ. Sau này doctor nói làm sao tin dạ. Không? Dạ, doctor mới cho biết là bệnh nhẹ hết rồi thầy. Mấy cái bệnh nhẹ hết rồi hả? Dạ. Nhờ ơn nhờ phước cậu đó nghe. Đêm nào cậu coi ngày tháng tên tuổi, lập đàn cầu an mỗi ngày đó. Bệnh nhẹ hết nhờ ơn cậu đó. Nhưng mà bệnh nặng còn thầy. Bệnh nặng còn hả? Dạ. Yeah. Tại cậu không nói sao cậu biết? Tại vì bình thường là bệnh nhẹ cậu cầu an thôi. Giờ còn bệnh nặng phải không? Dạ. Yeah. Để vài bữa cậu cầu siêu cho. Cậu. Cầu cầu tiêu, cầu tiêu tan bệnh tật. À, dạ, cầu tiêu tan thầy nói lẹ lẹ chứ thầy nói ngắt con hơi giật mình. Ừ. Dạ. Thôi bây giờ sao? Tới thì, cậu chi? Dạ bữa nay con cũng lại cái chuyện hôm nọ đó thầy. Ừ. Dạ. Là muốn gặp lại cô ấy sau mấy chục năm xa cách đúng không? Ông Trọng muốn gặp lại bà Kiều phải không? Dạ. Thôi biết rồi, để tôi cầu cho. Dạ không phải. Chứ gì? Con lại đây để con cầu xin thầy làm sao thầy cắt giùm con. Ủa tôi thầy bói, đâu phải giải phẫu thẩm mỹ đâu trời. Dạ không phải. Tôi không biết cắt gì trên người ông đâu nghe. Dạ không, thầy hiểu lộn rồi. Dạ, con chỉ muốn xin thầy cắt duyên giùm con. Cắt duyên hả? Con không muốn gặp lại cô đó. Sao vậy? Sao mấy lần tới tha thiết lắm mà. Dạ. Kỳ bác sĩ trời. Vừa nói con bệnh nặng thầy à. Tự nhiên sau mấy chục năm không muốn gặp lại cô ấy nữa. Dạ. Bông chuyển hệ rồi hả? Không thích phụ nữ nữa, mê đàn ông rồi phải không? Trời đất ơi, nào giờ bóng lén bóng lút hả cha? Giờ bóng quang minh chính đại rồi phải không? Thôi được rồi thầy, cậu nói cái gì đó cũng được. Miễn làm sao cậu giúp con cắt duyên giùm con. Là không muốn gặp lại hả? Dạ nhất định không muốn gặp lại thầy. Sao nhiều chuyện quá vậy không biết nữa à. Đây nè, cái dạ. Sợi chỉ này tôi cầu duyên đeo cho vô, người hả? Mỗi ngày đó. Không, bây giờ cắt là không gặp lại nữa đâu đó. Sắp gặp rồi đó mà giờ kêu cắt đó. Dạ, thầy cắt. Bây giờ suy nghĩ kỹ chưa? Kiếp sau mới gặp lại đó nghe. Suy nghĩ kỹ đi. Thôi cắt luôn rồi. Rồi suy nghĩ chắc tới sáng mai quá. Rồi. Là được rồi hả thầy? Không bao giờ gặp lại nữa, kiếp sau mới gặp đó. Đổi ơn thầy. Ngồi nghỉ ngơi chút xíu dạ. Đi. Dạ. Ừ. Dạ thôi chết rồi. Dạ tôi quên cái bóp. Dạ dạ xin phép cậu cho tôi. Cậu chưa đụng tay vô nghe. Nữ lấy đi. Dạ dạ không có gì trong đó. Dạ cho xin phép ông anh cho tôi xin lấy. Cái này hả chị? Dạ. Dạ. Cảm ơn ông anh. Trời ơi. Anh Trọng. Má này làm hết hồn nè. Kiều. Ông điên rồi cha. Ông uống thuốc vô đi quán gà rồi đó. Bả tên Kimberly. Chứ không phải tên Kiều. Không phải. Tôi tên là Kiều. Qua Mỹ vô quốc tịch mới đổi là Kimberly.
Kiều. Trời ơi anh Khổng, trời bao nhiêu năm nay mới gặp lại được anh, trời em mừng quá. Trời ơi. Trời linh quá, đúng 9 phút rồi. Ủa tôi coi linh gì hết trời. Bình thường coi trật không đó. Trời ơi, anh Khổng ơi. Trời ơi. Ê nói nghe. Bây giờ hai người gặp lại nhau mừng quá vậy. Đúng rồi. Mà xa nhau bao nhiêu năm rồi? Dạ 40 năm. 40 năm. Dạ. Còn thương nhau thắm thiết đi tìm nhau vậy, mắc gì xa nhau? Tại anh đó. Tại em, tại cổ. Tại anh. Tại em chứ. Mà bớt cãi lộn lại đi. Cái cách cãi lộn của hai người làm mấy cái đứa nhiều chuyện như tôi bực mình lắm. Không biết rõ câu chuyện nó đi kể là ai, hiểu không? Bây giờ nè, không lẽ giờ biến về thời quá khứ để coi lý do có ai đúng ai sai? Thôi giờ như vậy, không cần biến, tụi tôi diễn lại ngay tại chỗ để cậu biết mà cậu phán là ai đúng ai sai. Làm lại cậu coi đi nha. Anh nhớ không? Cái chuyện mà trong quán cà phê 40 năm về trước anh nhớ không? Chuyện xảy ra đó. Quán cà phê. Làm sao mà quên được. Rồi, đúng rồi, mình nhớ nha. Mình làm lại cho cậu tôi coi nha. Bây giờ diễn lại cảnh đó phải không? Đây, 40 năm về trước. 40 năm về trước? Cái thời hai người còn đi học đó hả? Nhưng mà cách đây 40 năm tôi chưa tồn tại trên đời mà trời. Tôi đứng đây tôi làm gì? Bán cà phê, cô gái bán cà phê. Được làm cô gái bán cà phê hả? Rồi. Mời quý vị coi lại cảnh quán cà phê cách đây 40 năm về trước. Anh. Em. Tay, này tay nắm tay. Quan anh, bạn 18 tuổi em phải nhảy chân sáo nha anh. Rồi, bắt đầu. Anh hát lại đi anh. Một chiều êm, dạ, tay đang tay dìu nhau trên lối. Em. Dạ cái gì anh? Anh đã định hát thế là đưa em đi nhẹ nhẹ vào đời em nhảy, kiểu đó nó không hợp nhạc. Làm lại. Làm nhẹ phải không anh? Dạ dạ. Một chiều êm, tay đang tay dìu nhau trên lối. Nhảy cái này là tới mai. Đưa em đi nhẹ nhẹ vào đời. Bằng vòng tay tôi nâng niu mùa xuân của tôi. Đưa em vào ngày tháng vỗ về. Rồi, ngồi xuống đây đi. Ngồi anh. Đây vỗ về đi em. Dạ. Anh. Anh nè. Nhưng mà em giận anh rồi đó. Giận cái gì? Tại anh biết không, nhà mình đó, ở trường mình nó có cây phượng kia kìa. Em nói anh trèo lên hái bông phượng về cho em ép. Em làm con bấm mà anh không chịu gì hết trơn à. Mấy kỳ trước anh hái rồi, anh hái gần hết cây phượng, da sầu nó hết kêu đó em nhớ không? Không, nhưng mà này còn nhiều lắm, anh lo anh chơi banh đũa không, không hái gì trơn trụi á. Con bấm rồi kìa, em hái để em ép lưu bấm ngày xanh. Bấm là cái gì vậy? Là con bấm bấm vậy nè. Con bướm á hả? Thôi đi, đừng có bấm bấm gì nữa hết á. Sao vậy? Thì để anh đi bắt bướm thiệt cho em đi, hơi đâu mà hái bông phượng rồi. Em làm cái gì? Trời, nó sắc xanh anh ơi, em chỉ muốn bấm phượng thôi. Thôi được rồi, cái gì cũng em được. Em dễ thương quá, em 18 tuổi dễ thương quá. Em dạ anh chị, uống gì? Bán cà phê nè. Anh chị uống gì? Cho ly cà phê đen đã. Anh cà phê đen. Ừ. Chị uống gì chị? Chị uống gì em vô em làm. Em vô pha nước cho chị uống gì? Anh ơi, chở bạn gái về cậu gió đi anh. Chị trúng gió á khẩu rồi anh. Em sao vậy? Em bình thường. Chị bình thường. Em tưởng chị câm không á. Chị, vậy chị nói được, chị nói cho em biết chị thích uống cái gì. Cái món mà tôi thích á, ảnh biết á. À, dạ. Anh ơi, bình thường chị uống gì vậy anh? Sao không hỏi cổ đi? Chị biểu em qua hỏi anh. Nhưng mà ai uống? Chị uống. Hỏi chị. Ai uống phải hỏi người đó chứ. Không lẽ bán xong ly cà phê thấp khớp luôn trời. Chị uống gì? Tôi nói anh nghe nè, người yêu phải biết người ta uống cái gì chứ. Khổ ghê, vậy là em thích uống cái món cũ phải không? Vậy tôi đưa ly xương sáo đi. Vô quán cà phê kêu xương sáo. Coi ứa máu được chưa? Mà nói nghe, mới yêu nhau phải không? Đang yêu nhau mà ăn xương sáo, rồi sao sướng? Yêu nhau là phải ăn xương máu cho nó mau sướng. Thôi được rồi. Ông muốn xương sáo chứ tôi đâu muốn xương sáo. Thôi. Không có xương sáo phải không? Không có. Để cho tôi ly cà phê sữa. Chỉ cà phê sữa. Tôi thích trà xanh. Lộn, trà xanh. Em hỏi thiệt, anh chị có đang yêu nhau không? Ông sao hỏi gì yêu kia chứ? Vậy? Em thấy không yêu hiểu ý nhau lắm đó. Mà cái dòng yêu nhau mà không hiểu ý nhau sớm muộn cũng chia tay hả anh chị? Vô duyên nha. Tôi nói vậy nha. Cà phê đen của anh, trà xanh của chị phải không? Anh nhớ là em thích uống cà phê sữa mà. Đâu có đâu, cái bữa đó là tại vì anh gọi thì em thương anh, em uống thôi. Bữa đó về trời ơi, em dành toilet với má em quá trời luôn á. Ủa chứ má em bị sao? Trời ơi thì đó, má em cũng dành toilet với em luôn. Tại ba em cũng pha cà phê sữa cho má em uống luôn.
Thiệt là đó. Nè. Nước tới rồi. À, cà phê đen của anh. Dạ, trà xanh của chị đây. Dạ. Cảm ơn em. Chị, nay nhân dịp gì mà mình đi chơi với nhau vậy chị? Chị ơi, chắc tôi dắt mẹ đi chăm cứu quá. Cái miệng im re hả? Anh, chị không trả lời em. Bữa nay nhân dịp gì mà đi chơi với nhau vậy anh? Tụi tôi đang dắt nhau kỷ niệm ngày quen nhau. Trời ơi, học sinh với nhau mà dắt nhau kỷ niệm ngày quen nhau. Vậy mình quen nhau lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu lâu anh? 3 năm. 3 tháng. Mới 3 tháng mà đặt kỷ niệm. Làm như thành tích kỷ lục gì ghê gớm lắm vậy đó. Em nói này nghe chơi chứ phải trụ đâu nghe. Hồi xưa cái lớp đi học của em đó, có mấy cái đứa mà quen nhau đó, mình đặt làm kỷ niệm 2 tháng quen nhau, kỷ niệm 3 tháng quen nhau. Mà mấy cái đứa đó nha anh, không bao giờ lết được tới tháng thứ 4 hết trơn trời á. Bữa nay kỷ niệm ngày mai hoài niệm liền vậy đó. Thôi. Mày đặt rủ nhau ra công viên chụp hình selfie đồ. Em nói nghe nha, yêu nhau chụp ảnh tràn lan, chia tay phải tốn thời gian xóa hình đó. Đừng có nói có huông nha. Ủa? 40 năm trước đâu có vụ selfie đâu. Dạ em tưởng tượng. Sao vậy? Anh uống đi em. Ngon không? Em, cà phê này ngon lắm đó. Uống đi. Chị, ủa sao chị? Chị à, uống đi cưng. Tôi uống không có được. Ủa sao vậy anh thử coi, uống bình thường mà. Sao vậy, anh thấy có cái gì mà uống không đâu, được uống, vậy? Có gì không? Anh uống được. Anh thấy ngon mà bình thường, uống đi. Không có mở nắp chai sao uống được. Ứa gan dễ sợ luôn á. Ủa chị có thể tự mở mà chị. Tôi không có thích mở bằng tay của tôi. Không thích mở bằng tay của tôi. Vậy chị mở bằng chân hả chị? Ủa cái này đi thi lập kỷ lục Guinness được luôn nè. Người phụ nữ đầu tiên tại Cali mở nắp chai bằng chân. Trời, cái gì vậy? Thiệt hả em? Vậy mỗi phút em mở được bao nhiêu cái nắp chai? Trời ơi, sao vậy? Sao vậy? Anh ơi, nói này không phải chơi cho anh dù duyên thiệt đó anh. Bởi vậy, trời, em nói thiệt với anh á. Em nói anh nghe nè, anh phải biết là người yêu anh thích cái gì, muốn cái gì chứ. Tự nhiên anh cứ hỏi vậy làm sao mà người ta nói cho được. Anh thì anh vô tâm, vô tính lắm. Thì em thích cái gì thì em phải nói, em hiểu chứ. Tại em không nói làm sao anh biết. Người yêu thì phải hiểu nhau chứ. Thôi em thì em giận anh rồi á. Em đi về đi, em gọi má em đón em. Ủa khoan. Cái gì? Là chia tay vì cái nắp chai này đó hả? Bởi ông bà nói không sai mà, nhiều khi cái kẻ thứ ba không phải ai khác mà là trà xanh. Má, đón con về đi má ơi. Má. Ủa, ông... ai vậy? Ăn cướp, dừng thôi. Ăn cướp. Anh nói ăn cướp. Thôi, đừng có làm gì. Trời, có ai thấy gì không? Hả? Ăn cướp đẹp trai quá má ơi. Trời ơi. Cầu đi. Cầu trời khấn Phật cho anh ăn cướp không sao. Cái gì? Cầu trời khấn Phật cho người yêu tôi không có sao. Trời ơi, cái gì ghê vậy? Trời ơi, cướp ở đâu mà vô nhà cướp ghê vậy? Có khi nào chồng bà đi theo thằng ăn cướp rồi luôn không? Anh tới rồi. Trời anh ơi. Anh Trọng ơi, chi vậy? Em đâu có cần cái điện thoại này đâu. Anh có sao không? Không sao, anh chỉ trầy chút thôi, không sao đâu đó. Xích dầu lát hết rồi. Bởi vậy mà bà, em nói anh nghe thấy không? Nè. Dạ. Người ta không biết mở nắp chai cho bà, nhưng ta hy sinh tính mạng vì bà chứ bộ. Tôi hiểu rồi. Anh Trọng mà em thương anh như vậy đó. Em thương anh vì anh tròn tròn dễ thương mà lại còn lo cho em nữa. Ủa khoan, kết thúc hồi tưởng, quay về hiện tại đi. Quay lại đây. Rồi, thí dụ cái tình tiết lúc đó xảy ra bà phải động lòng yêu say đắm chứ mắc gì xa nhau. Trời ơi, tôi nói nghe nè. Sau cái vụ mà cướp giật đó, tôi nhận được một cú phone của má tôi. Gọi anh chi? Gọi tôi về bắt tôi lấy chồng Việt Kiều. Rồi bà có đi không? Trời đi, cho nên bây giờ mới tên Kimberly đó. Mà giờ má bà còn sống không? Ba má tôi mất hết rồi. Ê, vậy má bà chết rồi kìa. Tự do tí với nhau đi, đợi gì nữa. Đúng rồi đó. Em về đây là vì anh à. Anh Trọng. Kiều. Sao? Tới không? Nhưng mà trời ơi, sao ông này mệt ghê, sao 40 năm vẫn chậm chạp như thường. Sao nó lừ đừ vậy, nhanh lên lừ đừ. Nó nghe, ngồi xuống, bây giờ uống nước nói chuyện ha. Hồi nãy uống nước rồi mà. Ông bị khùng hả? Hồi nãy uống là cách đây 40 năm về trước. Bây giờ phải uống nữa chứ trời. Trời ơi, 40 năm mà uống có nhiêu đây thôi đó hả? Thì khác quá. Uống không anh uống gì? Cũng cho cái ly cà phê đen đá. Anh cà phê, còn chị? Trà xanh. Em nói thiệt với anh nha. Cái trà xanh 40 năm về trước em qua Mỹ đó, em tìm lại nhưng mà không có cái trà nào bằng trà của ngày xưa hết trơn á. Sao vậy?
Sao? Anh thấy Mỹ bây giờ nhiều lắm, chợ nào cũng có bán hết trơn á, nào là number one này đầy đủ, mà hương vị như ngày xưa. Ủa vậy hả anh? Trời ơi, tưởng đâu là quảng cáo không đó. Anh bên Việt Nam mà anh biết cái chuyện bên Mỹ hay quá ha. Bà con anh nói mà. Dạ trà xanh. Thôi bây giờ uống gì nè? Hai món cũ phải không? Hai món cũ đi. Thôi sẵn nãy còn rồi uống luôn đi. Uống đi. Khỏi vô lấy. Vậy để anh mở nắp cho em nha. Ý, tinh tế nha. Sau 40 năm biết mở nắp cho bạn gái rồi đó. Bắt đầu thay đổi rồi đó. Daddy good. Anh uống đi. Yeah. Uống đi. Bây giờ... Nãy uống mà bây giờ uống xong rồi mình làm gì nữa thầy? À? Uống xong rồi hả? Đi toilet đi. Dạ. Nói gì cũng nghe. Trời ơi sao ông khờ dữ vậy trời. Hỏi thăm nhau đi. Hả? Hỏi thăm nhau. Em nói anh nghe bao nhiêu năm xa cách rồi, giờ anh sao, vợ con sao rồi nè? Thì vợ còn chưa có nói gì con. Sao? Tức là anh còn ở độc thân mà. Anh chưa có đời vợ nào hết hả? Chưa em. Vậy có đời chồng nào không? Kiều, em có bị sao không vậy? Thôi em giỡn, em gặp anh em mừng quá em nè, giỡn. Anh nói em nghe nè, vậy rồi mấy chục năm rồi đó, em đi lấy việc Kiều. Dạ. Rồi chắc bây giờ em cũng trải qua mấy đời chồng rồi ha. Nói nghe nè cha nội, vô duyên với ông là vô duyên trong máu rồi. Bữa nào rảnh đi lọc máu cho nó bớt vô duyên nghe. Thì mới đi lọc về đó thầy. Ủa mới đi lọc luôn rồi hả? Dạ. Thôi đầu thai mới hết rồi. Nói nghe chị, ta con gái đàng hoàng, đâu có như đàn ông mấy người đâu mấy đời chồng. Chính chuyên mà hai chị ha. Đúng rồi, tôi chỉ mấy lần đò thôi. Mẹ, tôi cũng bấy bá rồi đó. Nhưng mà bây giờ em vẫn một mình anh nè. Ý, em vẫn một mình. Một mình mới quan trọng, tới với nhau, tới đi. Được không? Về tới đây là tới nè, anh. Nhưng mà... Cái gì nhân hoài vậy? Nhân hoài vậy? Hả? Bây giờ uống xong rồi ăn ha. Đúng rồi, đồ ăn luôn. Đúng rồi, đói rồi, sáng giờ tôi đói quá rồi. Ở đây làm sao có cái gì ăn? Đâu, nhà ở tôi như nhà hàng vậy đó. Dạ. Bán đầy đủ hết á. Giờ anh chị muốn ăn gì? Ở đây có gì? Anh chị ăn phở hay là hủ tiếu? Phở. Hai cái phở. Tự nhiên điệu ngang xương vậy trời. Nó nghe, cái mặt của chị nó chữ phở, nhìn nó thấy thương. Còn anh nói chữ phở, nhìn thấy ghét dễ sợ luôn á. Thấy ớn lắm anh ơi. Vậy hả? Vậy bây giờ hai anh chị ăn phở phải không? Để em vô em nấu phở. Rồi em bưng hai tô phở. Ê! Làm gì né hoài vậy? Không có, tụi tôi nói bình thường thôi. Còn cái khẩu hình kia mà nói một cái răng qua tôi sợ răng chạm vô má tôi phải tránh. Chị nói quá à. Chị có tin em vô em lấy hầm răng phai nước lèo chị ăn không? Không cần đâu. Dạ. Xương heo. Trời ơi, cái hầm răng nhâm vô nó ngọt nước dữ lắm luôn á. Vậy giờ hai tô phở ha. Xin lỗi quý khách, hết phở rồi. Cái gì vậy? Sao anh chào hủ tiếu với phở? Dạ nói cho có nhiều sự lựa chọn vậy thôi. Hả? Chứ quán còn có hủ tiếu à. Rồi thôi được rồi, hủ tiếu cũng được nữa. Cho hai cái hủ tiếu đi. Hai tô hủ tiếu. Rồi. Nè. Nhưng mà ảnh ăn giò nạc nghe. À còn của chị thì đừng có lấy hành xanh. Trời ơi, thuộc thói quen của nhau quá. Nhớ chứ. Em còn nhớ không có thích hành nạc hả? Dạ, em nhớ chứ. À. Dạ, anh cũng nhớ em không thích hành đó. Anh nhớ mà. Dạ, cái gì của anh em cũng nhớ hết trơn á. Anh cũng vậy mà. Rạc gì ạ? Ủa sao lại? Dạ, hủ tiếu có rồi nè. Hủ tiếu. Sao lẻ dữ thầy? Lẻ quá hả? Dạ. Rồi để em bưng vô 8 tiếng nữa em bưng ra nha. Đừng, lâu quá là coi như bị rầy đó. Thôi, làm liền. Thời lượng có hạn là phải nấu lẹ, nấu chậm em bị chửi. Đúng rồi. Dạ. Ăn đi. Thơm lắm em. Dạ. Ăn đi em. Hủ tiếu làm như dầu thơm vậy, thơm lắm em. Trời, nước lèo nấu bằng gì ngọt dữ thầy. Nấu bằng. Đừng có nói là lấy nấu bằng răng thầy nghe. Răng tôi đâu phải mô hình đâu lắp ráp cái một trời. Mà đều ngọt á. Vậy hả thầy? Trời ơi ngọt thiệt thầy. Nè, trời ơi cái miếng bún này tôi thấy sao mà nó dẻo, nó dai như là cái miếng thịt vậy đó. Còn miếng thịt ta nghe, trời ơi nó mềm. Còn cái cọng giá sao nó xanh giống cái cọng hành thầy. Còn hành thì nó vàng như là hành phi vậy đó. Ngon lắm em, ăn đi. Ăn mấy muỗng đi anh, ăn thử mấy muỗng đi. Gắp cọng hủ tiếu coi ngon không. Trời ơi ngon lắm. Ngon quá thầy ơi. Cái nước lèo em pha bằng đúng một đậu cụ duy nhất mà. Dạ. Thầy đừng có nói bằng đường bột ngọt nha. Không, hàm xương đồ nhiều lắm. Dạ. Xương hàm đồ đó. Em ăn đi chứ. Sao vậy? Ủa chị ơi, sao chị không ăn? Chị ơi, hủ tiếu chị nở thè lè. Bà tôi nghe có ngày nói chuyện với bức tường quá. Nói nghe. Hả? Bẻ lại giùm cái cổ đi.
Ngày xưa nó quay qua lại được, giờ lớn tuổi quay nó trật luôn rồi. Bình đặc. Ăn cái gì mà ăn? Để nở thè lè à. Không có đũa lấy gì mà ăn. Trời ơi. Ủa, đũa nè em. Chị ơi, chị bị đuôi hả chị? Đũa trước mặt chị kia. Nhưng mà tôi không thích lấy đũa bằng tay của tôi. Ý sao quen dữ vậy trời? Sao 40 năm vẫn cái nết này vậy? Chị ơi, chị không thích lấy đũa bằng tay, chị lấy đũa bằng chân hả chị? Thôi, đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa. Em nói thiệt với anh nha, mấy chục năm nay em về đây, em nghĩ là anh sẽ thay đổi. Mới đầu mở nắp chai mình cũng mừng rồi đúng không? Mình tưởng thay đổi, ai ngờ anh vẫn y nguyên như vậy à. Đâu có gì y nguyên đâu, anh đã mở nắp chai được cho em rồi mà. Mà điều thứ em muốn thì em chỉ nói anh thôi, đơn giản quá mà. Em mà nói thành nó sai khiến sao? Nhưng đối với anh đó là sự chia sẻ. Chia sẻ gì, anh vô tâm vô tính lắm. Thôi thiệt thôi, em gọi Uber em đi về cho rồi đi. Ủa? Em không thể nào chịu nổi nữa rồi. Ê khoan, cái tự nhiên đi về vậy? Cái gì? Không tôi phải đi về. Anh không có thay đổi gì hết. Khó lắm mới gặp nhau trở lại, không thể đi về được. Làm sao? Bây giờ sao ta? Bây giờ làm sao để giữ bà lại cho bà đọc lòng? Ôi tôi đi về. Khoan, đúng rồi. Lúc này phải xuất hiện thằng ăn cướp nè. Hễ có ai giật điện thoại bà. Cái gì? Đứng yên đó, tôi đi kiếm ăn cướp. Cái gì? Hả? Không, cái gì mà cướp bóc gì vậy? Có ăn cướp xuất hiện. Tôi đi về. Có ai rảnh giật điện thoại bà giùm tôi không? Ôi trời. Cái gì vậy? Ê, anh ăn cướp nè. Ăn cướp năm xưa. Ủa gì ăn cướp? Bạn bè tôi chỉ tôi tới đây coi bói mà thầy. Ủa sao ăn cướp vậy đi coi bói rồi? Ủa là ăn cướp cái gì? Không, tôi nhớ cách đây 40 năm theo cái lời của bà kể là có cái thằng đẹp trai y chang ông làm ăn cướp. Giống tôi 40 năm trước mà làm ăn cướp. Đúng rồi. Ông cố nội tôi. Trời ơi, ông cố nội tôi 40 năm trước là ăn cướp. Rồi, ông nội anh? Ông nội tôi hả? Ăn trộm. Còn ba anh? Ba tôi ăn giật. Trời. Rồi bây giờ anh? Tôi ăn năn sám hối bốn đời rồi mà. Hoàng Lương. Nhà Hoàng Lương hả? Vậy thôi tôi đi về. Khoan quá. Cái gì? Đúng đó. Để tôi tính. Anh, bây giờ mình tạm ngưng Hoàng Lương đi anh. Mình trở lại hành động đi anh. Hành động gì? Giật điện thoại bãi giùm tôi. Ê, trời, cái gì vậy? Cái giật điện thoại. Giật đi, lát em coi bói free cho. Hả? Tự nhiên giật điện thoại mà được coi bói free hả? Được. Nhưng mà ngày hôm nay tôi tới đây tôi cắt duyên âm nha. Cắt gì cũng được. Bây giờ phải cắt được cho tôi, không thôi tôi cắt hai duyên dương của cậu đó. Cái gì vậy? Giật điện thoại đi. Không, ai mà giật điện thoại, cái gì giật cái gì của tôi? Thôi bây giờ giúp giùm tôi đi, tôi mượn cái điện thoại rồi xong. Vài năm nữa tôi trả cho. Rồi nhớ coi bói tôi nha. Thôi lượng sức mình đi anh ơi. Trời cái gì vậy? Thôi anh ơi, anh Trọng ơi. Anh Trọng. Trời ơi sao xuống người ta giật vậy anh Trọng? Nó Hoàng Lương rồi mà sao nó xô người mạnh vậy? Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi. Anh Trọng. Ê nó nghe. Hả? Ổng đang bệnh nhiều lắm đó, uống thuốc nhiều lắm đó. Trời ơi, tại sao cậu ác vậy cậu bác? Anh Trọng ơi, anh Trọng. Anh Trọng à, em dược dạng giùm em về đây để em gặp lại anh nè anh Trọng. Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi, anh dậy đi anh ơi. Dạ, anh ơi, em về đây là để sống với anh. Tụi mình sẽ có nhau những quãng đời còn lại. Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi. Anh ơi, em nói anh nghe nè, cái người nào mà xả thân để cứu em, có nghĩa là em sẽ sống suốt đời với người đó. Anh tịch. Em nói thiệt hả Kiều? Trời đất ơi, ổng như Hồi Dương vậy trời. Tại giờ tôi đâu, anh đâu có tờ xỉu gì đâu. Anh làm anh nghe em nói mà. Anh nghe hết đúng không? Như vậy nha anh, bây giờ mình về đây rồi, hai đứa mình cũng là luống tuổi rồi, hai người cộng lại cũng hơn 100 tuổi rồi. Không mấy giờ cuối đời mình có nhau nha anh. Nha, anh say yes đi nha. Không. Em biết không? Chết không? Bây giờ mỗi ngày anh hãy uống cả bụm thuốc vậy nè Kiều à. Trời anh ơi, lớn tuổi ai mà không uống, một ngày em uống hai ba bụm thuốc luôn anh. Nhưng mà tại tôi cắt sợi dây chi giờ không tới với nhau. Nói lợ không nói thể lợ. Được Kiều à. Sao mà không được? Anh không muốn trở thành gánh nặng cho em. Anh rất là thương em. Đúng rồi. Ừ, nhưng mà chính vì thương em, tụi mình không thể nào trở lại với nhau được. Ê, cái này là em ghét lắm đó nha. Em ghét cái kiểu mà vì quá thương em cho nên là coi như là buông tha cho em. Tôi ghét cái kiểu lắm nha. Cái kiểu rộng lượng kỳ cục. Đúng rồi. Thương nhau là phải ở bên cạnh nhau. Lo lắng cho nhau. Đúng không? Chứ thử mà thương nhau không ở bên cạnh nhau đi. Một mình cô đơn giữa đêm tối, lỡ đang ngủ bị bóng đè, ai sẽ kêu mình dậy và đuổi bóng đi. Đúng không? Đúng rồi. Lỡ già đản trí, vụng về, nấu cơm khét, ai sẽ là người thương bên cạnh ăn cơm khét đối với mình? Rồi lỡ mình lớn tuổi, sanh tật, đản trí, xấu xa, bị đặt trộm cắp này nọ, ai sẽ là người bên cạnh gọi police bắt mình, đúng không? Cậu Tơ ơi, cậu Tơ hay quá. Đó, anh nghe chưa? Anh nghe chưa? Bây giờ chúng ta phải có nhau, anh ơi. Anh biết như vậy, nhưng mà bây giờ mạng sống của anh nó được gia hạn mỗi 6 tháng. Là sao? Mỗi 6 tháng anh phải đi gặp bác sĩ. Và nếu như cái kết quả tốt, bác sĩ nói là tốt,
thì anh vui sống thêm được 6 tháng. Còn nếu bác sĩ nói là tệ rồi đó, thì anh phải tự lo liệu lấy thân anh. Ông bệnh thiệt. Anh Trọng à, em sẽ cùng anh gia hạn cuộc sống. Em biết mà, một mình đi gia hạn cuộc sống, theo dõi sức khỏe, nó cô đơn và nó buồn lắm. Em sẽ chia sẻ với anh. Em sẽ chia sẻ tất cả những ngọt bùi, những lần hồi hộp khi phải nghe kết quả, và chia sẻ những cái mừng rỡ khi mà anh có kết quả tốt. Và em hy vọng rằng từ đây về sau chúng ta sẽ sống mỗi ngày thật ý nghĩa nha anh Trọng. Em về đây vì anh mà, nha anh. Được không? Được không anh? Còn sợ gì nữa? Nhưng mà... Không, đừng nhưng... Ý anh đang lo chuyện gì? Một khi mà anh nằm một chỗ, rồi anh sợ lúc đó em sẽ thay lòng đổi dạ, Kiều à. Đúng, em sẽ thay. Nhưng mà là thay tả chứ anh, chứ không phải thay lòng đổi dạ. Dễ thương quá. Nói thiệt hả Kiều? Nói nó nghe nè, vậy là phước đức cho ông lắm rồi đó. Quan trọng là cái liều thuốc tinh thần bên cạnh mỗi ngày nè, thấy không? Đúng rồi, chỉ cần vui là đủ rồi. Đây, tay anh nắm rồi. Này tay nắm tay, nhìn nhau đắm say, như chưa bao giờ em ngồi đây với anh, cùng nhau lắng nghe. Mùa xuân đang mơ toang trong mắt, tình người mênh mang. Ủa, tự nhiên tôi đứng đây coi phim Hàn Quốc vậy trời. Anh, đó, uống cho mát người lại nghe, đừng có chia tay nhau nữa. Em nói cho anh chị nghe nè, bình thường ai cũng sợ làm gánh nặng, mỗi lúc khốn khổ chia tay nhau là nói với nhau là em yên tâm, em sẽ gặp người mới tốt hơn, hay là anh sẽ gặp người mới tốt hơn. Mà không phải vậy đâu, đôi khi chỉ cần đủ thương và đủ hiểu, cái người bên cạnh mình là phiên bản tốt nhất trong đời mình rồi đó. Chúc anh chị hạnh phúc nghe. Rồi, nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi, đó là tình yêu chúng ta. Hay quá. Trời ơi, tại vì cái nhà ở tôi như cái nhà khách sạn vậy trời. Ở lại đây hạnh phúc nghe. Tôi đi kiếm một nửa của đời mình. Anh giật điện thoại ơi, giật em nè anh. Anh nè. Vui ghê. Cậu vui nhất á.